chương 1482, liễu tấn tài bị vây công. Hừ, tương lực, cậu tốt xấu gì cũng là một ông chủ mà nói không biết suy nghĩ, lần này tôi tha cho hắn, hắn không nhớ, lần sau sẽ còn gây họa, cậu tưởng ai cũng dễ nói chuyện như tôi à, vương manh manh giọng lạnh như băng, lén liếc nhìn sang bên liễu tuấn và khâu tình xuyên, chỉ thấy hai vị đại lão gia đã nằm xuống, cần câu gác một bên, dáng vẻ rất thông dong tự hồ chuyện xảy ra bên này không liên quan gì tới mình nữa tương lực mồ hôi như suối lúng ba lúng búng không biết phải làm sao nghĩ một lúc cười xin lỗi vương manh manh qua một bên gọi điện thoại a tú nhỏ giọng nói với vương manh manh chị vương cô bé này là người cùng quê với em cũng trong giới bọn em nhỏ tuổi không hiểu chuyện chị đại lượng tha cho nó một lần vương manh manh nói a tú em không hiểu chuyện rồi cô ta không đắc tội với chị vậy a tú ấp úng nhìn sang bên kia không biết lên tiếng thế nào cô gái tóc vàng kia đã không dám hung hăng như vừa rồi nữa, cúi đầu xuống, nói nhỏ với tên nam nhân tóc vàng mấy câu, người hắn lên rung lên, nhìn A Tú và Tiểu Nghiên, mặt xám như tro tàn. Hẳn lúc này hắn đã nhận ra hai đại minh tình rồi, dù hai cô gái này đều hóa trang, nhìn thoáng qua khó nhận ra, nhưng được cô gái tóc vàng nhắc, tất nhiên là đã nhận ra. A Tú và Tiểu Nghiên trong mắt người thường là nhân vật lớn lắm rồi, nhờ trước mặt Vương Manh Manh cũng không dám thở lớn lấy một cái, mình đắc tội với nhân vật gì đây, giám đốc Vương. Chị tôi mời giám đốc nhận điện thoại, tương lực chạy tới trước mặt Vương Manh Manh đưa điện thoại tới, chị hắn chắc là người bạn kia của Vương Manh Manh rồi, Vương Manh Manh cao mày, có chút khó chịu nhận lấy điện thoại ừ một tiếng, Manh Manh thật xin lỗi, tương lực không hiểu quy cù đưa khách tới đắc tội với chị, để mặt tôi tha cho bọn chúng một lần được không, Vương Manh Manh hừ một tiếng, quên đi, cô không cần xin nữa. Có sao hay không phải nhỡ vận may của bọn chúng? nhìn một đám người theo vương manh manh tới, liễu tuấn cười, khâu tỉnh trưởng, ngài ý thế ức hiếp người ta, ngài phi lễ với người ta trước, lại còn muốn người ta xin lỗi, quả nhiên là rất hoàng khố, khâu tình xuyên đau đầu, liễu tuấn có cái thói quen đó, chỉ cần có chút cơ hội thôi là ra sức treo hắn, a à, khâu tiên sinh, xin lỗi, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tên nam nhân tóc vàng đứng cách khâu tình xuyên 3 mét, nơm nớp lo sợ vài người thật sâu xin lỗi, khâu tình xuyên không nhìn hắn, phất tay một cái tóc vàng không hiểu ý khâu tình xuyên cứ đứng ngay ra đó xéo đi vương manh manh hầm hầm nói tóc vàng như được đại xá lập tức xoay người cùng mấy tên bạn chạy như bay không dám quay đầu lại dạ giám đốc vương tương lực tươi cười ấp úng muốn nói cậu cũng xéo đi đừng ở đây làm người ta khó chịu vương manh manh rất mất kiên nhẫn nói tương lực không dám nói thêm nửa câu dẫn đám đàn em tránh đi thật xa anh lần này anh thiệt lớn bị đồng chí nào đó nắm được thóp rồi. Vương Manh Manh ngồi bên cạnh Khâu Tình Xuyên cười hì hì, mắt lại cứ đảo trên mặt Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cười phá lên, Khâu thị trưởng mặt tím tái như gan lợn. chấm 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 chấm. Cùng câu cá ăn cơm xong, Liễu Bí thư mời Khâu Tình Xuyên và Vương Manh Manh tới nhà làm khách. Vương Manh Manh mặt lộ vẻ tha thiết, Khâu Tình Xuyên xua tay, "Thôi, Liễu thủ tướng bận việc, chúng tôi không tới làm phi nữa, lần sau đi." Vương Manh Manh tức thì trở nên thất vọng. Liễu Tuấn cũng không ép, tạm biệt rồi lái chiếc Audi A8 về đại nội. Liễu Tấn Tài và Nghiêm Ngọc Thành sau khi vào thường ủy, vì thuận lợi cho công việc, cũng vì công tác an toàn, văn phòng trung ương đề nghị họ chuyển vào trong đại nội ở. Nguyễn Bích Tú phản đối kiến nghị này, lý do rất đơn giản Liễu Tấn Tài một khi làm việc là quên ăn quên ngủ, ở trong công viên Long Sơn, đi làm về còn hoạt động vài phút, vào trong đại nội rồi chỗ ăn ở làm việc hòa trộn với nhau, chẳng phải chút thời gian hoạt động một chút cũng không có nghĩ cho sức khỏe của chồng, bà không muốn vào đại nội ở, cho dù đó là thanh địa vô số người khao khát, có điều cuối cùng vẫn chuyển vào theo ý liệu Tấn Tài, ông nói, nên phối hợp với công tác các đồng chí cục cảnh vệ, nếu không sẽ phải gia tăng lượng công việc của họ, cuối cùng là Nguyên Bích Tú bỏ ý kiến là do giải anh khuyên nhủ, nếu Nghiêm Ngọc thành chuyển vào đại nội rồi, thì nhà họ Liễu cũng nên vào, tiện nội chuyện hơn, với Liễu Tuấn thì y cũng muốn ở công viên Long Sơn hơn, ít quy củ cấm kỵ nhưng cha đã lên tiếng rồi liễu bí thư nghe theo nhìn biển số xa và liễu tuấn trong xe cảnh vệ không kiểm tra nữa đưa tay kính lễ rồi cho qua liễu tuấn về đến nhà thì nguyễn bích tú và nhân viên công tác đang trò chuyện thư ký công tác thư ký sinh hoạt cùng nhân viên công tác giúp việc đều do văn phòng trung ương bố trí thấy con trai về nguyễn bích tú rất vui tiểu tuấn về rồi à học xong rồi sao dạ học xong rồi chiều còn đi câu cá với bạn bạn gì thế khâu thị trưởng của Giang Khẩu, Nguyễn Bích Tú gật đầu, khâu tình xuyên năm mới đều tới nài bái phòng, Nguyễn Bích Tú có thiện cảm với hắn, biết quan hệ của hắn và con trai không tầm thường, mẹ, ba đâu, nói chuyện với mẹ một lúc, Liễu Tuấn hỏi, con biết rồi còn cố hỏi, ông ấy lúc nào không làm việc. Vừa ăn cơm xong đã hẹn người nói chuyện, nghe nói là bộ trưởng bộ xây dựng, Nguyễn Bích Tú không vui nói, tuy bà không can dự vào chính sự, nhưng ở thủ đô bao nắm, vẫn biết một số cán bộ phụ trách chủ yếu của bộ ủy ban quốc gia, Liễu Tuấn cười, "Con qua xem, nếu ba nói chuyện xong rồi, con bảo ba đi lại một chút." Nguyễn Bích Tú mỉm cười gật đầu, đứa con này luôn hiểu bà nhất, nơi nhà họ Liễu ở là một đình viện cổ kính, tường đỏ ngói xanh, rất nên thơ. Nhưng luận về mức độ thoải mái cho sinh hoạt không bằng biệt thự hiện đại của công viên Long Sơn, chẳng trách Nguyễn Bích Tú không chịu chuyển vào, Liễu Tuấn đi bộ tới nơi công tác của Liễu Tấn Tài thư ký trực ban thấy liễu tuấn liền đứng dậy chào còn chưa nói chuyện xong à liễu tuấn hỏi thư ký lắc đầu chưa nhưng cũng sắp rồi quả nhiên không bao lâu thường dĩ tiến từ trong văn phòng liễu tấn tài đi ra vừa thấy liễu tuấn liền đi tới bắt tay chào liễu bí thư chào thường bộ trưởng đây không phải là nơi nói chuyện thường dĩ tiền chỉ hàng huyên với liễu tuấn vài câu rồi cáo từ rời đi ba tôi còn việc gì nữa không thư ký lắc đầu tạm thời không có có điều công tác của thủ trưởng không bao giờ hết Liễu Bí thư thở dài, tôi bảo ba tôi ra ngoài đi lại vài phút vậy, hoạt động một chút mới tốt. Liễu Bí thư quan tâm tới sức khỏe của cha không ai có thể ngăn cản được, liền đẩy cửa vào gọi một tiếng. Liễu Tần Tài lúc này mới biết con trai tới mỉm cười gật đầu, tinh thần có vẻ không tệ. "Ba, ra ngoài một đi lại một chút, con đi với ba." Liễu Tấn Tài không do dự mấy, vui vẻ đồng ý, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài văn phòng, Liễu Tuấn ở bên thư ký không theo quấy rầy cha con họ tâm sự tiểu tuấn con chuẩn bị hạn chế giá nhà đất ở ngọc lan à liễu tấn tài thuận miệng hỏi ba triệu kiến thường dĩ tiếng là nói chuyện này phải không liễu tấn tài gật đầu con trai ông vẫn rất nhạy bén ba thực ra giá nhà đất hiện nay vẫn còn bình thường dù so với nước ngoài hơi cao hơn một chút nhưng so với mấy năm nữa là còn tốt chán liễu tấn tài hỏi ngược lại mấy năm nữa có khả năng giá sẽ vọt lên vâng Hiện giờ tài chính thu nhập địa phương các nơi trong cả nước có bộ phận lớn dựa vào bán đất, chính phủ địa phương vì gom góp được nhiều tài chính hơn khẳng định sẽ từng bước đẩy cao giá nhà đất, thêm vào thương nhân địa ốc tăng giá, tình hình không lạc quan, Liễu Tấn Tài trầm ngâm không nói, Liễu Tấn Tài nhìn bóng người gầy gò của cha không đành lòng, cha y đang đối diện với một cục diện gian nan biết chừng nào, người thường không rõ, nhưng y rõ, hiện tượng kinh tế phát triển quá nóng ngày càng rõ ràng, ổn định vĩ mô là không tránh khỏi nhưng lần này không nhắm vào một ngành nghề mà là tất cả ngành nghề phát triển quá nóng, tranh đấu trung ương và địa phương kịch liệt chưa từng có, từ mức độ nào đó mà nói liệu tấn tài đang bị vây công. ba Rất nhiều chính sách mẫn cảm, con có thể thử ở Ngọc Lan trước. Liễu Tuấn nói, Liễu Tấn Tài dừng bước nhìn con trai, ông đọc được một sự kiên cường trên mặt y, đột nhiên ông thở phào, dù thế cục gian nan thế nào, ít nhất có con trai đứng bên mình. Chương 1483, thái độ của Liễu Tuấn rất kiên quyết, Lý Đào không bị Liễu Tuấn thuyết phục, nhưng chuyện hạn chế giá nhà đất từ sau khi điều tra dân ý đã rõ ràng không thể cản trở được nữa. Gần như tất cả những tờ giấy điều tra phát ra, người được điều tra đều lựa chọn ủng hộ tỷ lệ giá nhà đất và thu nhập là 8. Một số ít yêu cầu tỷ lệ này là 6 phần. Cũng có một số người được điều tra cho rằng vì thành phố tăng tốc phát triển, có thể để tỷ lệ này cao hơn một chút 10 lần là có thể chấp nhận được. Chính phủ tổng cộng phát ra 10.000 tờ giấy điều tra thu hồi lại được 8.126 tờ điều tra hữu hiệu. Nhìn thấy kết quả này, Lý Đào chủ động đề xuất kiến nghị hạn chế giá nhà đất trên cuộc họp thị trưởng. Trong mắt Lý Đào, Liễu Tuấn làm cuộc điều tra này là nhắm vào hắn. Liễu Tuấn không muốn trước khi hình thành được nhất trí mà đã đưa lên thường ủy. Dù sao hạn chế giá phòng chủ yếu là chuyện thuộc kiến thiết kinh tế, bên chính phủ không thống nhất, do bí thư đề xuất ra thì không hay lắm. Bị thư thành ủy không dung được người khác, đó là thiếu sót lớn cho nên liễu tuấn mới lấy dân ý ra cưỡng chế lý đào khuất phục nếu lý đào không chịu tỉnh ngộ liễu tuấn sẽ đưa ra thường ủy thảo luận dù sao y có cớ rồi như thế là uy tín của lý đà sẽ bị đả kích nghiêm trọng các cán bộ sẽ hiểu bí thư và thị trưởng không cùng đường mà hiện giờ liễu tuấn ở ngọc lan có thể nói là nhất thống thiên hạ giả sử để các cán bộ có ấn tượng này uy tín chưa được dựng lên đã bị tước giảm lý đảo không thể mạo hiểm trong mắt các phó thị trưởng lý đào đọc được vẻ châm chọc điều này làm lý đào rất căm tức chắc chắn mọi người đề cho rằng lý đào bị khuất phục rồi trước kia không thống khoái chấp nhận đi có phải hay không cần gì phải làm cho mình mất mặt lại còn khiến liễu tuấn tức giận có điều lý đào che giấu tức giận rất tốt không hề thể hiện ra chút nào tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra được một cấp phó nào chấp nhận theo hắn làm đồng minh không phải chính phủ ngọc lan liền thành một khối các phó thị trưởng đều bị liễu tuấn cảm hóa mà đoán chừng không có người nào có bản lĩnh đó, nhưng các phó thị trưởng không thừa nhận Liễu Tuấn, không đại biểu bọn họ thừa nhận Lý Đào, chọn phe tất nhiên theo bí thư thành ủy thích hợp hơn, nhưng dù sao Lý Đào có một vị bí thư tỉnh ủy đằng sau, đó là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đối với việc sử dụng cán bộ phó sở trở lên thay Duy Thanh hiển nhiên có quyền chủ đạo hơn Liễu Tuấn, chỉ cần thao tác thỏa đáng, Lý Đào vẫn có hy vọng lập nên nhân mã của mình ở chính phủ, cho dù không thể đối kháng với Liễu Tuấn cũng không tới mức quá cô lập thực sự không tìm được một người ủng hộ trong các phó thị trưởng với lý đào mà nói đó là thất bại triệt để lý đào chủ động đề xuất ra cơ bản được toàn phiếu thông qua các đồng chí hạn chế giá nhà đất là một chuyện tốt lợi nước lợi dân thể hiện trọn vẹn tôn chỉ chấp chính vì dân của đảng ta có điều nói thực đưa ra quyết định này không dễ cho dù là trên khắp cả nước bán đất luôn là nguồn thu chủ yếu của chính phủ ngọc lan chúng ta vì hạnh phúc của toàn dân nhịn đau hạ quyết tâm hạn chế giá nhà đất, không tranh lợi với dân, đồng thời cũng đối diện với thu nhập tài chính thiếu hụt, khó hỗ trợ cho thành phố phát triển cao tốc. Khi trao đổi chuyện này cũng Liễu bí thư, Liễu bí thư chỉ thị phải nghĩ cách mở ra nguồn thế mới, tăng đường thu nhập cho tài chính thành phố, tôi cho rằng chỉ thị này của Liễu thị trưởng nói trúng điểm cốt lõi, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác, nếu không thành phố phát triển chậm quá chậm, được không bằng mất. Ánh mắt Lý Đào liếc qua mọi người, cuối cùng dừng trên mặt Trung Vĩnh Minh, Trung Thị trưởng, mãn kêu gọi đầu tư do đồng chí chủ trì, làm sao để thu hút nhiều nhà đầu tư tới thành phố chúng ta kiến thiết, là điều tối quan trọng cho sự phát triển của chúng ta vài năm sau, phải làm phiền đồng chí rồi. Tranh thủ trong năm nay tổng đầu tư không thấp hơn 5 tỷ, Lý Đào âm thầm đeo vào kim cô cho Trung Vĩnh Minh, Trung Vĩnh Minh gật đầu, tôi nhất nỗ lực làm tốt công tác này, Lý Đào mỉm cười, Trung Thị trưởng, không phải là nỗ lực làm tốt, mà phải tranh thủ hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu. Tôi hy vọng chính phủ thành phố có thể thiết thực nắm giữ tiến độ công việc. Nói trắng ra là báo cáo cho Lý Đào hắn. Trung Vĩnh Minh lạnh nhạt nói, tôi sẽ báo cáo cho Lý Thị trưởng. Lý Đào gật đầu không nói thêm nữa. Sau khi thông qua trên cuộc họp thị trưởng, Lý Đào chủ đầu cầu kiến Liễu Tuấn trao đổi. Sau đó Liễu Tuấn đưa kiến nghị này ra trên cuộc họp thường ủy. Một vấn đề trong đại như thế, chỉ thông qua trên cuộc họp chính phủ, hiệu lực tự hồ có thiếu sót phải do thường ủy thảo luận thông qua đóng dấu đỏ mới là nghiêm túc huống hồ khi lý đào trao đổi với liễu tuấn cũng chỉ nói là cuộc họp thị trưởng thảo luận thông qua chưa hình thành quyết định văn bản ở việc này lý đào chủ động đem mình và chính phủ làm phụ tá quyết định do liễu bí thư đó là chỗ cẩn thận của lý đào hạn chế giá phòng rõ ràng do liễu tuấn kiên định ủng hộ làm ra cuối cùng biến thành văn kiện chính phủ mà không phải văn kiện thành ủy lý đào bị đẩy lên tuyến đầu Lý Đào không có phong cách, có công lao thuộc về người khác, có vấn đề thuộc về mình ấy, trách nhiệm phải do Liễu bí thư anh gánh vác. Trên thường ủy kiến nghị này vẫn do Lý Đào đưa ra, đó là quy trình bình thường. Có điều Lý Đào còn bổ sung nói rõ, cụ thể nói tới trọng điểm công tác năm nay của chính phủ là bổ sung nguồn thuế, đảm bảo khu Trường Hà và khu Hoa Lâm tiếp tục phát triển cao tốc. Hắn nói với ý tứ rõ ràng, đó là thiếu tiền, căn cứ vào con số Lý Đào báo ra, tình hình tài chính của chính phủ năm nay sẽ vô cùng khẩn trương thu chí không cân bằng bội thu tài chính sẽ liên tục tăng lên cưỡng ép bình ổn giá nhà đất lợi cho dân nhưng giá phải trả là tốc độ kiến thiết thành phố sẽ chậm lại các thường ủy đều tin như ma ai chẳng hiểu ý của lý đào lý đào tôi kỳ thực không đồng ý với ý kiến này chẳng qua vì áp lực đành phải làm thôi lý đào phát biểu xong liễu tuấn không theo thông lệ nói các đồng chí cho ý kiến mà trực tiếp ra quyết định các đồng chí Kinh tế phải phát triển, thành thị phải phát triển, đó đều là vấn đề quan trọng. Nhưng chúng ta không thể đem áp lực kinh tế, thành phố phát triển cao tốc chuyển sang người dân. Giết gà lấy trứng, tranh lợi với dân, là chuyện ngu xuẩn không được làm. Liễu Tuấn sắc mặt nghiêm nghị, các thường ủy đều nghiêm mình, nhìn chăm chú vào liễu bí thư. Ban thường ủy tuy đổi không ít thành viên, nhưng khuôn mặt mới không nhiều. Phiền Chí Vĩ, Ngô Hưng Bình, Trung Vĩnh Minh, Lưu Du, Ngư Tiền Tiến đều rất hiểu tính cách của Liễu Tuấn. Thông thường Liễu Tuấn tỏ thái độ khác bình thường, là đại biểu y đã hạ quyết tâm, không cho phép bất kỳ ai cản trở. Trong ngôn tử của Liễu Tuấn, mập mờ phê bình Lý Đào không đem dân sinh đặt ở vị trí đầu tiên. Mặt Lý Đào hơn nóng lên. Vừa rồi đồng chí Lý Đào đã nói, phải tăng cường mời gọi đầu tư, bồi dưỡng nguồn thuế mới. Đây là điều chính xác, tôi hoàn toàn tán thành. Có điều chính phủ đề ra tiêu chuẩn 5 tỷ là quá ít, Tôi cho rằng năm nay ít nhất phải đưa vào 8 tỷ đầu tư vì hoàn thành nhiệm vụ này, tôi kiến nghị phân phối nhiệm vụ, mỗi thành viên trong ban phải góp một phần sức lực, tôi nhận trước 2 tỷ, Liễu Tuấn nói hết sức kiên quyết, lời này của Liễu bí thư làm mọi người giật bắn mình, lại chơi phân bổ rồi, đây là việc không thể tùy tiện nhận vào, chẳng may tỏ thái độ trên thường ủy rồi, cuối cùng không thể làm được thì mất mặt lớn. Nhưng Liễu bí thư đã lên tiếng nhận 2 tỷ rồi các thành viên khác không thể không tỏ thái độ. Tôi tán thành đề nghị của Liễu Bí Thư, tôi nhận 500 triệu. Người nói câu này là tân trưởng phòng tổ chức phiền chí vĩ, giọng nói thông thả tỏ ra tự tin. Phiền chí vĩ trước đó công tác ở Ủy ban Mâu Dịch, tiếp xúc với thương nhân khá nhiều, nên có chỗ dựa. Vốn lý đào, tạ viện chưa tỏ thái độ, phiền chí vĩ đã xen ngang có chút không hợp quy củ, nhưng hắn vẫn cứ làm thế. Tiếp theo đó các thường ủy lần lượt tỏ thái độ, tính cộng lại được hơn 3 tỷ. Nói cách khác, nếu như chính phủ có thể hoàn thành mục tiêu 5 tỷ bọn họ định ra ban đầu, thêm vào chỉ tiêu các thường ủy nhận, khoản đầu tư mới năm nay có lẽ còn trên lời Liễu Tuấn nói là 8 tỷ. Biểu hiện này của các thường ủy làm Liễu Tuấn khá hài lòng, cho dù suy nghĩ chân thật trong lòng mọi người ra sao, ít nhất bề ngoài tất cả đều hiểu quy củ, không có ý phá đám. Có điều lời tiếp theo của Liễu bí thư lại làm mọi người cả kinh. Chương 1484: Lập pháp bình ổn giá. Bình ổn giá nhà đất bất kể với chính phủ hay người dân Ngọc Lan đều là một chuyện lớn, chuyện này làm tốt, nói là thành tựu ngàn đời cũng không phải là quá, cho nên để đảm bảo cho chính sách này được duy trì, đảm bảo cho lãnh đạo chủ yếu điều động bất ngờ không khiến nó bỏ ngang. Tôi cho rằng phải lập pháp bình ổn giá nhà đất, lấy hình thức luật pháp, đem nó thành một chính sách lợi dân cơ bản nhất, để duy trì lâu dài, liễu bí thư nói hết sức nghiêm túc, lập pháp, có mấy thường ủy thốt lên tất nhiên âm lượng đã được không chế không quá to nhưng sự chấn động rõ ràng trong đó có kẻ những người ủng hộ kiến định của liễu tuấn căn cứ vào pháp luật lập pháp và pháp luật tổ chức địa phương quy định thành phố chủ yếu không phải là chủ yếu theo ý nghĩa bình thường mà có quy định rõ ràng các đặc khu kinh tế chính phủ khu tự trị v đều được gọi chung là thành phố chủ yếu có quyền lập pháp thành phố có quyền lập pháp các quy định mang tính pháp quy về kiến thiết kinh tế xã hội được đảm bảo Ngọc Lan là thành phố đứng đầu tỉnh, đã được hưởng quyền lập pháp từ lâu, nhưng đem chính sách bình ổn giá nhà đất thành luật pháp không phải là chuyện đơn giản. Đúng, là lập pháp, lấy pháp luật đảm bảo quyền lợi của người dân không bị xâm hại. Liễu Tuấn kiên định nói, tấm lòng vì dân của Liễu Bí Thư làm tôi rất khâm phục. Tạ viện lên tiếng, bình ổn giá phong thể hiện đầy đủ tôn chỉ chấp chính vì dân của đảng ta, tôi rất tán thành. Có điều tôi cho rằng, chính sách này thông qua văn kiện chính phủ xác định là đủ viết vào pháp quy địa phương nên chăn hoãn lại một chút liễu tuấn miễn cười nói nếu đưa mở cuộc họp thảo luận thì mọi người đều cho ý kiến đi tôi đồng ý với bí thư tạ viện bình ổn nhà đất dù sao ở giai đoạn thí điểm à hiện giờ đang thảo luận chưa phải thí điểm vấn đề này liên quan nhiều phương diện cách làm của các thành phố chủ yếu trên cả nước đều không nhất trí nên mày mò thì điểm một thời gian nếu không thấy có vấn đề gì lớn hay nghĩ tới chuyện lập pháp lý đào đề xuất dị nghị rõ ràng mặc dù hắn đã lĩnh giáo sự cố chấp của liễu tuấn rồi nhưng cố chấp tới mức độ này thì có chút bất ngờ không thể phủ nhận rất nhiều chính sách địa phương thiếu tính liên tục thiếu giám sát hữu hiệu thường đổi lãnh đạo là đổi cách làm các công tác tiền hành còng vèo con dấu đỏ có tính ước thúc cán bộ chủ yếu rất thấp nhất là người đứng đầu mà nói là hoàn toàn không có tính ước thúc nào những văn kiện này vốn được thông qua dưới sự ủng hộ của lãnh đạo lãnh đạo chỉ cần thấy nó trói chân trói tay là có thể đưa ra quyết định khác hoàn toàn hủy bỏ quyết định vốn có. Lý Đào đồng ý hạn chế nhà đất trái với lòng, có điều là bị khuất phục trước ưu thế tuyệt đối liệu Tuấn nắm giữ trên thường ủy, trong lòng hắn vẫn hy vọng sau này có thể sửa lại, nhưng một khi được lập pháp, muốn sửa đổi sẽ rất rối hơn nhiều. Đương nhiên vì vấn đề thể chế, quyền lực thiếu giám sát, cho dù hình thành pháp quy, không nhất định là công thể sửa đổi, hay nói cách khác, không phải cứ nhất định phải tuân thủ nếu sau này lý đào hắn làm bí thư ngọc lan hắn không tuân thủ nó cũng chẳng ai ra cáo trạng cáo trạng hắn cũng chẳng sợ có điều không lập pháp vẫn tiện hơn nhất là pháp luật này do liễu tuấn kiên trì lập nên cho dù sau này liễu tuấn rời khỏi ngọc lan cho dù hắn thuận lợi tiếp nhiệm cũng không dám tùy tiện phế bỏ hay vi phạm pháp luật này hắn không sợ người khác cáo trạng hắn nhưng khẳng định sợ liễu tuấn cáo trạng khi cần liễu tuấn hoàn toàn có thể lấy chuyện hắn không tuân thủ luật pháp ra để ý kiến Nghe Lý Đào nói, Liễu Tuấn chỉ cười, ánh mắt liếc qua các thành viên tham dự cuộc họp, tôi tán thành ý kiến của Liễu Bí Thư, chuyện này phải được duy trì, tạo phúc cho dân, phải lấy hình thức pháp luật cố định lại. Phát biểu ngay sau Lý Đào không ngờ là Ngưu Tiền Tiến, nói ra hắn làm thế là có hơi vượt quyền, dù sao Ngưu Tiền Tiến xếp gần bét trong ban thường ủy, chỉ là lãnh đạo thành phố trên danh nghĩa, có điều thảo luận chính sách lợi dân, là chư hầu một phương, hắn phát biểu trước cũng có thể chấp nhận được từ sau khi Liễu Tuấn chính thức lên làm bí thư thành ủy, Ngư Tiền Tiến chủ động dựa gần vào Liễu Tuấn, bất kể trên cuộc họp thường ủy hay công tác thực tế, Liễu Tuấn chỉ đâu là đánh đấy. Biểu hiện này của Ngư Tiền Tiến khích lệ lớn cho cán bộ đinh hệ, một số cán bộ đinh hệ vốn còn lo Liễu Tuấn chơi trò triều vua nào, triều thần đó, trong dụng đích hệ của mình, dần bài xích cán bộ đinh hệ. Ngư tiền tiến cán bộ được công nhận là được Đinh Ngọc Chu tín nhiệm nhất đều trung thành một mực với Liễu Tuấn vậy không còn gì phải lo lắng nữa. Cán bộ Đinh Hệ và Liễu Hệ ở Ngọc Lan có thể thực sự hòa làm một không phân chia nữa. Tôi cũng tán thành, nói thực, tính liên tục của chính sách địa phương có vấn đề, thường thường thay đổi một vị lãnh đạo chủ yếu. Rất nhiều chính sách sau đó cũng thay đổi, tạo thành lãng phí không cần thiết. Hơn nữa cũng dễ làm cho người dân nghi ngờ chính phủ, cho rằng chính sách của chúng ta không đáng tin, vì thế dùng luật pháp cố định là cần thiết. Tiền chí vĩ nói quan hệ giữa phiền chí vĩ và liễu tuấn không tệ quan hệ này có từ khi liễu tuấn làm bí thư khu trường hà lần này liễu tuấn kiên trì đưa phiền chí vĩ tới ngọc lan ủy thác trọng trách trong lòng phiền chí vĩ cảm kích bất kể trong lòng hắn có tán thành chính sách bình ổn này hay không nhưng liễu tuấn tỏ thái độ kiên quyết như thế là đại tướng liễu hệ tất nhiên phải vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ khác toàn lực ủng hộ hơn nữa phiền chí vĩ nói cũng có lý không phải là kéo bè phái vô nguyên tắc liễu bí thư lý thị trưởng để tôi phát biểu vậy, bí thư chính pháp Vĩ Lưu Du mỉm cười nói, mấy ánh mắt chiếu về phía hắn, trong đó Trung Vĩnh Minh rất bất mãn, nguyên nhân trên cuộc họp thường ủy, Lưu Du luôn đặt liễu bí thư ngang với Lý Thị Trưởng. Tất cả thường ủy liễu hệ, cả Ngô Hưng Bình và Kỳ Hoành Minh, xưa này chỉ xưng liễu bí thư không hề thêm cái đuôi Lý Thị Trưởng, trên cuộc họp thường ủy làm nổi bật bí thư, cũng là điều cần thiết. Mọi người muốn nhân cơ hội này ép Lý Đào thành thường ủy bình thường, nói trắng ra là mánh khóe quan trường liễu tuấn chẳng bận tâm gật đầu ý bảo hắn nói tiếp tôi cũng tán thành lập pháp nhưng hay là hoãn lại một chút xem xem người dân đánh giá chính sách bình ổn này ra sao rồi thu thập ý kiến bất đồng trao đổi thảo luận rồi mới lập pháp thì ổn thỏa hơn lưu du nói rất ôn hòa dù sao một khi lập pháp không phải không đúng thì sửa pháp luật mà sửa đi sửa lại trở thành không nghiêm túc lời của lưu du nghe thì rất vô tư rất có lý phù hợp với thân phận bí thư chính pháp ủy của hắn, thực tế là nói xuôi theo ý của Lý Đào, hắn và Lý Đào được coi là cùng thuộc thai hệ, hơn nữa trước kia hắn là cán bộ lãnh đạo chủ quản kinh tế, hiểu vì sao Lý Đào phản đối bình ổn, hiện giờ lệnh giới hạn không thể ngăn nổi rồi, Liễu Tuấn kiên trì như thế là không thể kháng cự. Nhưng ít nhất không thể biến thành luật pháp, sau này còn có cơ hội sửa đổi chính sách này, ngoài ra là người của bí thư tỉnh ủy, lý đào và lưu do phải đưa ra tiếng nói của mình trên cuộc họp thường ủy không thể chỉ biết vân vân dạ dạ nghe theo liễu tuấn hàn kính vũ cười nói đồng chí lưu do lập pháp cũng có trình tự phải tiến hành lấy ý kiến tôi nghĩ có thể đồng thời tiến hành thường ủy hình thành nghị quyết trước tiên là lấy danh nghĩa thành ủy chính phủ phát ra văn kiện bắt đầu thực thi đồng thời nhân viên pháp chế tiến hành điều tra lấy ý kiến sau đó tiến hành chính thức lập pháp làm như thế không chuyện gì bị chậm trễ cả Hàng Kính Vũ nói rất có ký, Lưu Du không phản bác được, chỉ đành mỉm cười gật đầu. Bí thư Kinh Vũ nói đúng, tôi hoàn toàn tán thành. Trung Vĩnh Minh cười nói, đây là chuyện tốt, nếu chúng ta kiến trì làm được, làm tốt, là phúc lớn cho người dân Ngọc Lan. Giống như liệu bí thư từng dạy chúng ta, cán bộ lãnh đạo phải luôn đặt quần chúng trong lòng. Có lẽ trong vài năm sau Ngọc Lan không phải thành phố kinh tế phát triển nhất, nhưng nhất định là thành phố thích hợp sinh sống nhất là thành phố có chỉ số hạnh phúc nhân dân cao nhất. Lời này của Trung Vĩnh Minh có chút ý nịnh bợ, nhưng không quá rõ ràng. Tiếp theo đó các thường ủy khác cũng tỏ rõ thái độ, cơ bản ủng hộ quyết sách anh Minh của Liễu Bí Thư, ủng hộ lập pháp. Nếu như mọi người cơ bản thống nhất ý kiến vậy chúng ta chiếu theo phương thức Bí Thư Kính Vũ vừa nói để tiến hành. Liễu Tuấn gõ bú quyết định, chương 1485, nỗi đau cắt thịt. Đoàn đội do Liễu Tuấn lãnh đạo luôn có hiệu suất làm việc rất cao, sau khi thường ủy thông qua nghị quyết, lập tức lấy danh nghĩa chính phủ phát ra văn kiện thứ 028, dùng phương thức mệnh lệnh hành chính tiến hành hạn chế giá nhà thương phẩm trong địa phận Ngọc Lan. Văn kiện này có quy định rất rõ ràng, trong vòng 5 năm sau, giá nhà thương phẩm trong nội thành Ngọc Lan, cao nhất không quá thu nhập bình quân một hộ gia đình mỗi năm 8 lần, trong ngoại thành và khu huyện không quá 7 lần. Đương nhiên lệnh giới hạn này có có ngoại lệ, đó là khu nhà cao cấp chất lượng cao hơn 180 m vuông và biệt thự độc lập có thể vượt quá giới hạn này. Tiếp thụ giám sản cục vật giá là được. Có điều nhà thương phẩm bình thường có giới hạn này thì nhà cấp cao khó mà bán được với giá quá trên lệnh. Mọi người đều có so bì mà. Văn kiện còn quy định, thành lập văn phòng chỉ đạo tiêu thụ nhà thương phẩm Ngọc Lan, trực tiếp thuộc sự quản lý chính phủ, cụ thể do thị trưởng thường vụ Trung Vĩnh Minh phụ trách lãnh đạo yêu cầu rõ ràng các lãnh đạo ban ngành có liên quan làm nhân viên văn phòng chí đạo, đồng thời thành ủy đưa ra văn kiện, yêu cầu các cấp đảng ủy thiết thực phối hợp với chính phủ làm tố công việc này. Ủy ban pháp chế cũng khởi động trình tự lập pháp, bắt đầu tiến hành điều tra rộng khắp, chuẩn bị đưa việc này vào pháp quy tính địa phương. Văn kiện có liên quan đưa lên chính phủ tỉnh. Hai văn kiện này vừa được công bố, nhân dân Ngọc Lan hân hoan cổ vũ, chạy khắp nơi báo cho nhau vui sướng chúc mừng, còn thương nhân địa ốc thì u ám rầu rĩ không ít người chửi bới, thậm chí trong các cuộc tụ họp riêng tư, công khai chửi mang liễu tuấn là tai họa, là điềm gỡ, nghiêng răng tâm hận vị phó bí thư tỉnh ủy này. Văn kiện giới hạn này định trong 5 năm, thương nhân địa ốc Ngọc Lan ít nhất tổn thất trên chục tỷ, không phải thu nhập doanh nghiệp mà là lợi nhuận thuần. Tổn thất này bất kỳ một cá nhân hay đoàn thể nào cũng thấy đau như cắt thịt. Nếu là châu Âu thời Trung Cổ, đoán chừng người tìm liễu tuấn thách đầu kéo dài mấy km, thế cũng đành đi, Văn phòng chỉ đạo tiêu thụ còn yêu cầu tất cả các công ty địa ốc, công ty xây dựng, ký vào giấy tuyên bố đồng ý hiệp trợ chính phủ thi hành lệnh hạn chế này. Trung Vĩnh Minh nói rõ, công ty địa ốc xây dựng nào không đồng ý ký tên, sẽ mất tư cách kinh doanh trong thành phố Ngọc Lan, nói cách khác là đuổi các người ra ngoài, Ngọc Lan không có chỗ cho các người, thật là nực cười, khinh người quá lắm. Trung Hải vẫn gần như tức muốn xỉu, rít lên, khuôn mặt vốn xinh xắn vì phẫn nộ mà vặn vẹo trông rất dữ tợn cầm chiếc túi Linh Vân ném mạnh lên ghế sofa, sau đó nhìn chầm chầm vào cận hữu vị ngồi dựa vào ghế. Trung Hải vẫn không có cái gan trực tiếp công kích cận hữu vi. Đây là văn phòng chủ tịch cờ ty địa ốc tinh vũ. Trừ Trung Hải vận ra còn có em trai cô ta Trung Hải Tinh, là tổng giám đốc công ty. Thấy chị tức giận như thế, Trung Hải Tinh hết sức đồng cảm. Đúng thế, Liễu Tuấn thật quá đáng, chỉ biết hành hạ người khác. Y vừa mới lên nhậm chức đã làm ra bao chuyện, đầu tiên thì làm cái thành phố xanh gì đó muốn chúng ta buông lợi nhuận đã nắm trong tay ra được để mặt y và anh rể là bạn bè chúng ta nhịn ủng hộ hiện giờ thì sao lại làm ra cái lệnh hạn chế hoàn toàn đẩy những người kinh doanh địa ốc vào chỗ chết theo cái giá mà chúng định ra làm địa ốc chẳng lãi bằng bán rau cận hữu vi trừng mắt lên trung hải Tinh bất giác trục cổ lại cho thấy hắn rất sợ anh rể cận hữu vi anh lúc nào cũng nói liễu tuấn là bạn anh giờ thì nhìn thấy chưa người ta có coi anh là bạn không anh là đồ không có đầu óc bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền trung hải vẫn tất nhiên là lợi hại hơn trung hải tin vài phần không quá sợ cận hữu vi nhắm vào hắn làm om lên cận hữu vi lắc đầu vốn hắn cũng biết liễu tuấn đưa ra lệnh giới hạn này khẳng định làm nhiều người phẫn nộ ngay cả người bẩm sinh lạc quan khoáng đạt không để ý tới tiền mà ban đầu nghe ý tứ của Liễu Tuấn cũng thiếu chút nữa tức tới thiếu chút nữa nhảy dựng lên càng chẳng cần nói tới người trong mắt chỉ biết đến tiền như Chung Hải Vận những chủ địa ốc khác cơ bản không khác Chung Hải Vận là bao bị người ta cắt thịt trên người xuống không muốn tức cũng khó có điều cận hữu vi sau khi bị cha quát mắt cho một hồi cũng nghĩ thông rồi ông cụ nói đúng phải làm chủ đồng tiền chứ đừng làm nô lệ đồng tiền nói ra tài sản của cận hữu vi ngày ngay đủ cho hắn mấy đời kiếm thêm kiếm ít đi chẳng phải nhu cầu hiện thực mà là nhu cầu tinh thần, đó là cảm giác thành tựu. Nhưng thành tựu của nam nhân không phải chỉ thể hiện qua tiền, phục vụ vì dân, cũng có thể thu được cảm giác thành tựu lớn. Chỉ xem bản thân anh suy nghĩ sao mà thôi, cận hữu vi chẳng định làm công tác tư tưởng cho vợ, còn về Trung Hải tinh càng không xứng, hai chị em này chỉ biết đến tiền, nói lý không bằng lấy thực tế ra nói, đừng ở đây mà càng nhằn, cánh tay không vật nổi bắp đùi ngày mai em tới chính phủ thành phố tìm Trung Vinh Minh ký tên đi, nếu không thay đổi được hiện trạng, vậy thì nên phối hợp để lại ấn tượng tốt, Trận Hữu Vi uể oải nói, em nhổ vào. Em không đi ký cái điều nước mất quyền nhục nước bất bình đẳng ấy. Muốn ký thì tự anh đi mà ký. Dù sao anh đã hạ quyết tâm ôm cái chân thối của Liễu Tuấn rồi, Trung Hải vẫn đốt chắc lại một câu rồi quay đầu đi, không thèm để ý, Trận Hữu Vi không khỏi cười ra tiếng không ngờ trung hải vận còn có chút tế bào hài hước liên tưởng tới điều ước bất bình đẳng mất quyền nhục nước cận hữu vi đã lâu lắm rồi không thấy được sự hài hước này của vợ nói ra trước kia khi yêu nhau trung hải vận rất thông minh đáng yêu nói chuyện thú vị còn dịu dàng chu đáo cùng với địa vị thay đổi con người cũng đổi theo anh anh còn cười hả cận hữu vi rốt cuộc anh có óc không sắp bị người ta làm cho phá sản rồi anh còn cười à Trung Hải vẫn tức tới không còn biết làm sao nữa. Thực ra chủ tịch Trung tức nhất không phải là lệnh giới hạn này, mà là thái độ việc gì cũng thuận theo liễu tuấn của cận hữu vi. Người ta trọng sắc khinh bạn, tới cận hữu vi thì đảo lộn hết. Trong lòng người này địa vị vợ là thấp nhất, nói nát nước nát cái ra cũng không bằng một câu của đám gọi là bạn. Đúng là tổn thất nặng nề. Cái lệnh này đưa ra, nếu như kinh tế Ngọc Lan phát triển chậm lại một chút thôi, trong vòng 5 năm giá nhà thương phẩm ở Ngọc Lan không có cách nào tăng lên, mà vật liệu xây dựng thì cứ đi theo là được, ví như vật liệu xây dựng tăng lên 10%, cuối cùng khi làm thành nhà thành phẩm, bán ra giá ít nhất phải tăng trên 50, 60%. Đây gần như là một định luật rồi, nói cách khác trong vòng 5 năm sau, ngoài trừ ảnh hưởng của lạm phát, nếu tính theo giá bình thường, giá địa ốc có hy vọng cao hơn hiện tại 2 tới 3 lần, đó hoàn toàn là lợi nhuận thuần, với quy mô của địa ốc tinh vũ mà nói, 5 năm sau cho dù quy mô không mở rộng nữa nhưng vì cái lệnh cấm này, địa ốc tinh vũ tổn thất 1-2 tỷ đồng. So với thương nhân địa ốc các thành phố khác, thương nhân địa ốc Ngọc Lan đúng là thành bán rau rồi, sau này không dám gặp mặt người ta, vậy em định làm thế nào? Không ký, đối đầu với thành phố. Xem xem người ta có dám đuổi em ra khỏi thành phố thật không? Trận hữu vi cũng chẳng nổi giận, chỉ lười biến nói, người như Trung Hải vận không có cách nào nói đạo lý được, chỉ có nói cứng với cô ta cô có tức thì làm được gì? Văn kiện đóng dấu đỏ của thành phố đã đưa ra rồi, một thương nhân có thể thay đổi được không? Không ký tuyên bố này tức là rõ ràng muốn đối đầu với chính phủ, hình như trong Ngọc Lan còn chưa có người kinh doanh nào có bản lĩnh này. Hừ, cận hữu vi, anh đừng có đề cao bản lĩnh của Liễu Tuấn quá. Đúng, em thừa nhận Liễu Tuấn ghê gớm. Phó Bi Thư tỉnh ủy mà, có hai người cha cực to, Trung Hải vận này có là cái gì? chỉ là một người làm ăn, một phụ nữ mà thôi, dựa vào cái gì đối đầu với liễu bí thư chứ, có điều, em không làm được, không có nghĩa người khác không làm được. Một mình em không làm được, không đại biểu cả đoàn người không làm được, Trung Hải vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, cận hữu vi liếc nhìn vợ một cái, ung dung hút thuốc, Trung Hải vận tuổi việc chết, miệng rất cứng, nhất là trước mặt người ta không bao giờ chịu thua, cho dù trong lòng có phục, mồm cũng không bao giờ phục. Hoàn toàn khác biệt hình tượng khéo léo bên ngoài của cô ta, cứ để cô ta làm rộn lên một hồi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm việc theo quy định của thành phố thôi. Hừ, em không đi ký tên. Tất cả mọi người đều không đi ký tên, xem y làm gì được. Có bản lĩnh thì cứ đuổi hết công ty địa ốc ra khỏi Ngọc Lan đi, xem xem về sau lấy ai xây nhà. Trung Hải vẫn hầm hầm nói, cận hữu vi cười, nói câu này còn có chút lý trí, có thể làm Liễu Tuấn phải đau đầu, có điều anh nhắc nhé em đứng có đi đầu, ở bên xem kịch là được, chương 1486, vư vật. Thương nhân địa ốc Ngọc Lan không phải một mình Trung Hải vận khó chịu, mà Đinh Linh cũng thế, có điều Đinh Linh có phương thức xử trí quốc tức khác với Trung Hải vận, Trung Hải vận có đối tượng để càng nhằn, Đinh Linh thì không, chồng cô ta thuộc loại nam nhân khá giữ bổn phận, năng lực không cao, đặc biệt nghe lời, Đinh Linh bảo sao hắn nghe vậy, chính vì thế Đinh Linh không có khoái cảm ngược đãi không xả được chút giận nào đinh cố vấn ở trong văn phòng ấm ức một hồi đập vỡ lén mấy chén trà cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại lấy điện thoại gọi cho cục trưởng cục quốc thổ lão thích thường này rất thân với đinh tiểu thư từng có một thời gian thậm chí như sai vặt khi ấy lão thích tưởng bở rằng đinh linh thích hắn ta liền tơ tưởng tới đinh đại tiểu thư đinh linh dặn chuyện gì liền ra sức làm chỉ cần có thể đưa được đinh linh lên giường thì chẳng phải là ghê gớm bình thường chỉ mới nghĩ thôi lão thích đã thú huyết sôi trào, có điều qua thời gian dài, đinh linh cứ như xa như gần, làm lão thích cũng nản lòng, tự cười nhạo mình một phen, cuối cùng từ bỏ ảo tưởng không thực tế này, trở nên nghiêm túc, có điều vẫn hết sức khách khí với đinh linh, dù sau khi đó đinh ngọc chu còn là bí thư thành ủy, dù bây giờ tới chính hiệp tỉnh rồi cũng không thể xem nhẹ, chủ tịch chính hiệp tỉnh có thực quyền hay không thì chỉ nói với cấp tỉnh mà thôi, chứ với cán bộ cấp bậc như lão thích, đinh chủ tịch vẫn là sự tồn tại cao không với tới nhưng lần này thái độ của lão thích làm đinh linh rất tức tối thậm chí gọi lên hai cú điện thoại lão thích mới nhận điện ha ha giám đốc đinh có chỉ thị gì điện thoại vừa thông lão thích rất nhiệt tình cười rất vang nhưng đôi mày liễu xinh đẹp của đinh linh cao lại vị giả dối trong lời lão thích quá đậm làm người ta nghe một cái là biết lão thích đang suy tính cớ để cúp điện thoại thích cục có thời gian không tối nay gặp nhau một chút nhé Đinh Linh cố ép sự bất mãn trong lòng xuống, giọng hơi thỏ thẻ. Nghe giọng nói này của Đinh Linh, trong lòng lão thích không khỏi sao động, nhưng lập tức tỉnh lại, cười ha hả nói, ái già, giám đốc Đinh, thật không may, tối nay tôi có chút chuyện, sợ rằng không tiện, ha ha ha, thích cục có chuyện gì khẩn thế. Bạn bè cũng không nể mặt, Đinh Linh cười khẽ, có điều tiếng cười không còn êm ái nữa mà thêm chút lạnh lùng, lộ ra vẻ không vui. Cán bộ cấp bậc như lão thích, đúng là không dám tùy tiện đắc tội với đinh đại tiểu thư trước kia cô ta khách khí với bọn họ như thế chủ yếu là vì nhu cầu kinh doanh thêm bạn bè là thêm một con đường nếu không thiên kim tiểu thư của bí thư thành ủy phải để lão thích xung xoe nịnh bở mới đúng thích cục trưởng giật thót mình hắn không dám trở mặt với đinh linh nếu cô ta muốn làm khó hắn dù không lấy mất được mũ ô sa cũng có cách làm hắn phải khốn đốn giám đốc đinh lượng thứ cho đúng là có chuyện không dứt ra được để lần sau đi lần sau nhất định sẽ đi tôi mời khác lão thích có chút vẻ cầu khẩn bà cô ơi tôi biết bà cô muốn gì nhưng tôi rất khó xử bà cô tha cho tôi một lần làm việc dưới tay liễu tuấn không thể không cẩn thận thích cục nói như thế làm tôi xấu hổ rồi lời này của thích cục chật chật làm như đinh linh tôi muốn ăn thịt ngài vậy được được tôi không làm khó thích cục nữa để lần sau đi đinh linh nghĩ một lúc rồi cười nói cô ta cũng biết lão thích sợ liễu tuấn Điều này rất bình thường, cán bộ cấp xử ở Ngọc Lan, có ai không sợ Liễu Tuấn? Vừa ra lệnh giới hạn, mấy người đứng đầu các ban ngành trọng yếu ai dám tùy tiện tiếp xúc với thương nhân địa ốc, chẳng may thương nhân đó gây ra chuyện gì, còn cái mũ trên đầu nữa không? Dù thế nào, thành phố đã đưa ra quyết định cán bộ như lão thích không thể tác động vào được, Đinh Linh không cần ép người ta, vừa không có tác dụng gì lại đắc tội với người. Mấy cú điện thoại tiếp theo các vị cục trưởng thái độ y hệt lão thích, đều coi đinh tiểu thư yểu điệu như thú dữ, trong đó cục trưởng cục nhà đất hoàn toàn không nhấc điện thoại, đinh linh lại muốn đập chén, nghiêng răng một hồi, con mắt phượng của đinh linh đảo đi đảo lại, rồi cầm lấy điện thoại, chị, đinh linh nói với vẻ làm nũng, hi hi, đinh linh sao lại nhớ tới chị rồi, bên kia là giọng nói ưu nhã của tạ viện, còn cười khẽ một tiếng, tự hồ tâm tình rất tốt, thăng lên phó bí thư thành ủy, cấp bậc chính ở, tâm tình tạ viện không có lý do gì không tốt. Đinh Linh không khỏi hưng phấn, nói, chị, lâu lắm rồi không cùng chị đi chăm sóc, tối nay chị có thời gian không? Chị em mình cùng đi, tạ viện cười, được, chịu cũng đang muốn thả lòng một chút, Đinh Linh tức thì mừng húng, xem ra phó bí thư thành ủy có khác, không cần phải quá thận trọng, thế này nhé, hết giờ làm xong cùng ăn cơm, sau đó hãy đi thả lỏng, chị thấy sao? Đinh Linh tiến thêm một bước, được, tạ viện không hề do dự, đồng ý luôn buổi tối tạ viện đúng hẹn tới khách sạn thu thủy đinh linh sớm đã đợi ở đại sảnh trước kia cả hai thường đi ăn cơm đinh linh đợi trong phòng bao biến hóa nhỏ này tạ viên tự hiểu chỉ cười không nói ra trong lòng có chút đắc ý cảm giác nắm quyền lớn trong tay thật đã chị tới rồi đinh linh tươi cười đi tới đón hôm nay đinh đại tiểu thư ăn mặc rất một mạc áo sơ mi đơn giản một chiếc quần bò bạc phết tóc xoa sau vai mặt tự nhiên thậm chí sau môi cũng không tô nhìn cứ như cô em gái thanh thuần hàng xóm. Sao thế Linh Linh, đổi sang đường Ngọc Nữ Thanh Thuần rồi à, tạ viện treo, Đinh Linh lập tức bất mãn, còn Ngọc Nữ Thanh Thuần gì nữa, tặng miễn phí cũng chẳng ai muốn, tạ viện cười, nói như thế là đã tặng miễn phí cho ai rồi à, Đinh Linh thầm giật mình, cô ta hiểu tạ viện có ý gì, nếu là trước kia cô ta không để ý, dù sao khi ấy Đinh Ngọc Chu còn tại chức, tạ viện chưa có địa vị như hôm nay. Căn cứ vào phân tích vị trí này của tạ viện có vấn đề, đinh linh đâu phải hạng hoàng khố ăn hại, sao không có chút cảnh giác nào, bằng trực giác phụ nữ, đinh linh cảm thụ được tạ viện có chút thay đổi. Đương nhiên những suy nghĩ này đinh linh không hề thể hiện ra trên mặt, lập tức di chuyển đề tài, nhìn tạ viện từ trên xuống dưới, cười hì hì nói, chị à, chị càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mê người rồi. Tạ viện vẫn mặc bộ đồng phục công sở màu xanh da trờ, bên trong là áo sơ mi trắng, tóc vấn sau đầu, trong hết sức đoan trang ưu nhã, bầu ngực đầy đặn tự hồ càng nhô cao hơn trước, toàn thân từ trên xuống dưới đầy sức sống, chẳng hề giống đã trên 40, không khác gì những thiếu phụ trẻ trung, nói càng ngày càng trẻ chẳng phải là lời nịnh hót, tạ viện nhoẻn miệng cười đầy phong tình, đinh linh không khỏi ngây ra, chị đúng là quyến rũ chết người, em đúng là hơi lo lắng cho các cán bộ Ngọc Lan, nói lung tung, cán bộ Ngọc Lan có gì phải lo lắng, đinh linh cười hì hì, chị nghĩ xem, khi chị trao đổi với cán bộ cấp dưới, ai có thể đảm bảo bọn họ không suy nghĩ vẩn vơ. Không cẩn thận thất thần, chẳng phải để lại ấn tượng xấu trong lòng tạ bí thư, tạ viện lắc đầu, Đinh Linh luôn thích nói lăng nhăng, chẳng cần phải so đo, chị, em thấy chị mới là tuyệt đại vư vật. Đứng nói là cán bộ Ngọc Lan, dù lãnh đạo lớn trên tỉnh, sợ rằng cũng bị chị làm cho thần hồn điên đảo, Đinh Linh vừa cùng tạ viện đi lên lầu, vừa nói bậy bạ, tạ viện dừng chân lại một chút, nghiêm mặt không vui nói, Linh Linh, em cũng không nhỏ nhíp gì nữa, có một số lời đừng nói bừa, để người ta nghe thấy, biết ảnh hưởng không tốt ra sao không. Đinh Linh trong lòng cả kinh, trên mặt vẫn cười hết sức, ngây thơ, chị, yên tâm đi, em chỉ đùa với chị thôi mà. Hi hi, ngư khác đáng để em nói sao, tạ viên gật đầu, dù thế nào cũng phải chú ý, em không phải là người bình thường, mà là bà chủ lớn, dù là nói đùa, nhưng người ta không cho như vậy, còn tưởng là đinh chủ tịch nói đấy. Đinh Linh hoảng sợ lè lưới ra, ôi, cảm ơn chị nhắc nhở, em không nghĩ tới phương diện này, tạ viện cười không nói. Đinh Linh cứ luôn làm ra vẻ ngây thơ thuần khiết trước mặt người khác, sự thực cô ta không ngoan ra sao, tạ viện rất rõ, có điều ngại Đinh Ngọc Chu và quan hệ hai nhà, tạ viện không tiện nói những lời quá nặng. Huống chi Đinh Linh không trang điểm, là để làm nổi bật vẻ đẹp của cô ta, nể tâm tư cam tâm làm lá xanh tôm lên hoa đỏ, tạ viện phải cảm kích chương 1487, dụng ý của tạ viện. Trừ tạ viện, Đinh Linh không mời người khách nào khác, hai người đặt một gian phòng nhỏ, Đinh Linh chọn món ăn rất khéo, nghe nói đều là thứ có lợi cho sức đẹp. Hai người lấy một bình rượu vang, nghe âm nhạc nhẹ nhàng, thông thả hưởng thụ khoái cả món ăn ngon lành đem lại. Đinh Linh chưa ăn được mấy miếng đã thở vắng than dài, tạ viện mỉm cười. Đinh Linh vội hẹn cô ta vào lúc này vì điều gì tạ viện hiểu rất rõ. Đương nhiên Đinh Linh không tự nói ra, Tạ Viện không chủ động hỏi tới, có điều Tạ Viện biết Đinh Linh không nhịn được bao lâu. Đinh Linh còn biết điều, tới khi cơ bản đã ăn xong mới đi vào chủ đề, mời người ta ăn cơm, kết quả người ta chưa ăn xong đã luôn miệng than phiền, không hợp với đạo bạn bè. "Chị, cái vị thị trưởng mới thật quá ác, mông còn ngồi chưa nóng chỗ đã đưa ra cái lệnh giới hạn, có còn để những người kinh doanh địa ốc bọn em sống nữa hay không?" Đinh Linh cầm ly rượu vang lên nhấp một chút, phụng phiệu nói, vẻ mặt rất phiền não tạ viện mỉm cười đây là quyết định thường ủy thành phố đưa ra không thể nói là một mình đồng chí lý đào quyết định kỳ thực người than phiền hiểu mà người giải thích càng hiểu hơn bề ngoài lệnh giới hạn này là sau khi lý đào lên nhậm chức mới làm ra thực tế tất cả thương nhân địa ốc ai có tin tức nhạy bén một chút còn ai không biết là trò của liễu tuấn hai năm trước tiềm châu đã bắt đầu thực thi giới hạn rồi nhưng bên tiềm châu hai cờ ti địa ốc lớn nhất là hoa hưng và tinh vũ đều rất phối hợp lệnh giới hạn của chính phủ dễ thực thi nên không tạo thành ảnh hưởng oanh động lắm hơn nữa địa vị tìm châu kém xa ngọc lan không có quyền lập pháp chiếu theo lý giải của người thường liễu tuấn làm thế là để trói lý đào lên chiến xa hành động lớn như thế riêng thành ủy thực hiện chính phủ đặt mình bên ngoài là không thỏa đáng có điều liễu tuấn có nghĩ thế không thì người ngoài không biết rất nhiều chuyện liễu tuấn không làm theo lý lẽ thông thường bề ngoài liễu tuấn giữ vững quy củ làm người ta không bới móc ra được chuyện lớn còn về chuyện nhỏ như nhất ngôn đường, như ngang ngược, thì với thân phận hiện nay, Liễu Tuấn không cần để ý nữa. Hiện giờ người ta phải để ý tới cảm thụ của y chứ không phải là ngược lại. Nghĩ tới sự uy thế của Liễu Tuấn, tạ viện có hơi chút xuất thần. Chị nói xem, chuyện này còn có đường vãn hồi nữa không? Đinh Linh dò hỏi, tạ viện cười khẽ, ưu nhã gấp một miếng thức ăn cho vào miệng, không nói gì. Theo suy nghĩ bình thường, văn kiện được hạ xuống, bên hội đồng nhân dân cũng khởi động quá trình lập pháp chuyện này là ván đóng thuyền rồi liễu tuấn không muốn tự tác vào mặt mình có điều ngồi trong gian phòng này không phải là bà nội trợ trong gia đình có thể coi là kiệt xuất trong lĩnh vực của mình cho nên tư duy cũng khác đinh linh tất nhiên thấy quen chuyện nuốt lời trên quan trường rồi một số văn kiện đóng dấu đỏ nhìn như hết sức đường hoàng kỳ thực chỉ là tờ giấy lộn thậm chí một số văn kiện biết rõ không thể thực thi cơ quan chính phủ vẫn đưa ra nói trắng ra chẳng qua là nhu cầu chính trị thôi lãnh đạo thành phố trong mắt người khác thần thánh mà thần bí trong mắt đinh linh chỉ là lão già ngồi nhà tiếp khách xem tv cho nên trong mắt cô ta không hề có văn kiện đóng dấu đỏ thần thánh không thể vi phạm tạ viện không nói trong dự liệu của đinh linh với vị trí của tạ viện phải cẩn thận lời ăn tiếng nói vấn đề trọng đại liên quan tới liễu tuấn đúng là không thể tủy tiện tỏ thái độ chị này theo em đồng chí lãnh đạo nào đó trong thành phố suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi ngọc lan cần một người dẫn đường lý trí chững chạc không cần một đấng cứu thế hay kích động đinh linh hậm hực nói gán cái tội lớn cho đồng chí nào đó tạ viện cười linh linh tức giận ăn mất ngon ăn xong đi đã rồi nói đinh linh quả nhiên không nói nữa tạ viện ăn xong đồ biển rồi lau miệng đinh linh nói chị chúng ta đi đắp mặt đi tạ viện gật đầu hai người tới kinh đô quyến rũ hoang hoang thấy hai người lập tức chạy ra đón rồi riết chào chào tạ bí thư chào giám đốc đinh nơi này phục vụ không tệ tạ viện thường tới đây chi tiêu thực ra cuối cùng đều là do đinh linh trả tiền thẻ hội viên và đinh linh đưa cho tạ viện luôn rút tiền từ trong tài khoản của đinh linh mới đầu hoang hoang còn chưa biết thân phận của tạ viện chỉ có chút tò mò không biết người này là ai mà ngay cả đinh linh cũng lấy lòng hoang hoang chủ ý thầm nghe ngóng một phen cuối cùng tất nhiên biết rõ thân phận của tạ viện lúc đó giật nảy mình không ngờ mỹ nữ đoan trang đó là lãnh đạo thành ủy một vị phó bí thư thành ủy hiện nhiệm thường xuyên tới chiếu cố chuyện làm ăn của cô ta đó là sự vinh dự lớn nhường nào vì thế về sau đinh linh nói thế nào hoang hoang cũng không để cô ta trả tiền cho tạ viện nữa nếu để tạ viện biết mình luôn thu tiền của cô ta hậu quả khó lường chọc giận tạ bí thư người ta khẽ đưa ngón tay ra là kinh đô quyến rũ đóng cửa ngay đối diện với hoang hoang ra sức lấy lòng tạ viện chi chừng mực gật đầu không nói gì thêm thân là phó bí thư thành ủy được hưởng thụ sự nịnh hót này là quá bình thường. Tạ bí thư vừa tới, hoang hoang lập tức an bài phòng bao tốt nhất, phục vụ giỏi nhất. Tạ viện và Đinh Linh nằm xuống giường, hai cô gái phục vụ gội đầu rửa mặt cho họ, hai cô gái khác xoa bóp, hết sức chu đáo. Chị, nghe nói cuộc điều tra dân ý mà chính phủ làm có tỷ lệ ủng hộ trên 90%. Đinh Linh nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ, thuận miệng hỏi, nếu em là người dân thường, em có ủng hộ hạn chế không? đinh linh ngẩn ra một chút rồi mới nói thế cũng phải có điều trị này thành phố làm thế là không ổn dù thế nào cũng không thể điều tra người dân mà không điều tra ý kiến của những công ty địa ốc bọn em chứ tạ viện cười khẽ lấy chính trị ra nói chuyện công bằng suy nghĩ của đinh linh đúng là quá ngây thơ có điều tạ viện hôm nay đồng ý lời mời của đinh linh không phải đơn giản là để ăn cơm đắp mặt ừ đúng là có chút thiếu công bằng Vậy công ty địa ốc bọn em có thể đề xuất ý kiến với chính phủ mà, liệu bí thư rất chú ý tới ý kiến mọi người, tạ viện thông thả nói, Đinh Linh khinh bỉ cười nhạt, chị, lời này nói thật là lạ, em sao chưa nghe thấy y chứ ý tới mọi người nhỉ? Người này khi làm thị trưởng đã oai phong lắm rồi, bất kể là ở Tiềm Châu hay Ngọc Lan, làm thị trưởng còn oai phong hơn bí thư. Nếu y chú ý tới ý kiến của mọi người thì thế giới đại đồng rồi, Linh Linh, Xem ra em rất có ý kiến với Liễu bí thư, đương nhiên, y chặn đường làm ăn của người khác mà. Hôm nay khi bọn em tụ họp với nhau có ai không nghiến răng căm hận y? Tạ Viện khẽ mỉm cười, bọn em tụ họp với nhau không phải chỉ trò chuyện thôi chứ, người kinh doanh địa ốc có ai đơn giản đâu, Liễu Tuấn đưa ra lệnh giới hạn này, cắt đứt mất đường phát tài của họ, hẳn những người này không đơn giản là đi than phiền với nhau, bó tay đợi chết, không phải là bản tính của thương nhân lời này của tạ viện làm đinh linh trở nên phấn chấn kỳ thực đám đinh linh đều đại khái biết được quá trình thảo luận chuyện này trên thường ủy thực sự ủng hộ kiến nghị này là liễu tuấn lý đào và tạ viện không tán thành nhưng không làm gì nổi liễu tuấn mà thôi còn về vì sao tân thị trưởng không tán thành đinh linh hiểu rất rõ đổi lại là bất kỳ một thị trưởng nào khác cũng sẽ có ý kiến liễu tuấn không chỉ cắt đứt đường phát tài của thương nhân địa ốc mà cả thị trưởng nữa không có tiền không thể kiến thiết khó làm ra thành tích Bọn em thương lượng xong hết cả rồi, thành phố chẳng phải muốn bọn em ký tuyên bố đồng ý sao? Bọn em không ký, không ai ký hết, để em xem y có dám đóng cửa hết công ty Địa Ốc không. Có hạn chế thì phải có người xây nhà, bọn em không làm nữa, mời Liễu bí thư tìm người khác, Đinh Linh hầm hừ nói, Tạ Viên hỏi, "Bọn em, Địa Ốc Tinh Vũ cũng sẵn lòng cùng tiếng cùng lui sao?" Đinh Linh cười nhạt, "Không cùng tiếng cùng lui thì làm được gì? Chơi một mình sao?" Tạ viện cười nói, chị thấy đừng nên chọi cứng, nếu không cuối cùng chịu thiệt chỉ là bọn em thôi, vậy bọn em phải làm sao? Uống gió mà sống à, Đinh Linh rất không cam lòng, có ý kiến có thể lên tiếng mà, lãnh đạo thành phố biết lắng nghe những lời nói thật, đó là trình tự bình thường. Còn nếu như đối chọi, mọi người đều không lợi gì, nếu như thành phố không chịu tiếp nhận ý kiến, bọn em có thể báo cao lên lãnh đạo cấp trên, tạ viện vẫn thông thả nói, rất có khí độ uy nghiêm của lãnh đạo, Đinh Linh tức thì sáng mắt lên, đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra chiêu này chứ? Cảm ơn chị nhắc nhở, chương 1488, lần đầu tiếp xúc với tân tỉnh trưởng. Liễu Tuấn nhận được điện thoại của tân tỉnh trưởng Lưu Phi bằng trong văn phòng, Lưu Phi bằng đích thân gọi điện tới, từ sau khi Cù Hạo cẩm rời đi, trong tỉnh A bất kể là ai liên hệ điện thoại với Liễu Tuấn, đều không thông qua thư ký, xin chào Liễu bí thư. Lưu Phi bằng khách khí nói, đương nhiên loại khách khí này trên công việc, hắn không thẹn xuất thân bí thư thành ủy, quy củ làm việc rất nghiêm, đâu ra đấy, "Chào Lưu tỉnh trưởng." Liễu Tuấn mỉm cười nói, "Liễu bí thư hiện giờ có thời gian không? Có một số vấn đề liên quan tới Ngọc Lan, tôi muốn tham khảo với Liễu bí thư một chút, nếu Liễu bí thư có thời gian tới chỗ tôi một chuyến." "Vâng, Lưu tỉnh trưởng chờ một lát, tôi sẽ tới ngay." Liễu Tuấn nhanh chóng xuất hiện ở trụ sở chinh phủ tỉnh đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng kể từ sau khi lưu phi bằng tới nhậm chức liễu tuấn cũng không có ý thất lễ với lưu phi bằng lưu phi bằng dùng văn phòng trước kia của thai duy thanh có tin đồn nói vốn lưu phi bằng tới nhận vị trí của cù hạo cẩm về sau không khéo thế nào thai duy thanh lên thay hắn thành tỉnh trưởng tin đồn rất có cơ sở với loại tin đồn này liễu tuấn chỉ cười trừ tv đúc sử dụng cán bộ là một chuyện vô cùng nghiêm túc nếu như bản đầu an bài chức bí thư tỉnh ủy cho lưu phi bằng dù không tiện ở tỉnh A, cũng sẽ an bài một vị trí thích hợp khác cho hắn. Không thể nói làm không được bí thư thì làm tỉnh trưởng, dù cấp bậc là như nhau, nhưng trong mắt lãnh đạo cao tầng, phân lượng rất khác. Lưu Phi bằng làm tỉnh trưởng tỉnh A, chỉ có thể nói trước kia Trung ương xác định vị trí cho hắn là tỉnh trưởng. Thư ký tiểu trương của Lưu Phi bằng trên 30, vốn là một cán bộ cấp phó xử của văn phòng chính phủ tỉnh, nghe nói là do Ung Quốc chiêu tiến cử nên mới được Lưu Phi bằng tuyển làm bí thư đúng như mọi người dự liệu sau khi ung quốc chiêu làm chủ nhiệm văn phòng chinh phủ tỉnh rất được lưu phi bằng coi trọng nghe nói là khách quen trong văn phòng tỉnh trưởng đây là điều bình thường năng lực của ung quốc chiêu được mọi người cùng công nhận trước khi đi cụ hạo cẩm an bài cho hắn vị trí này ý tứ làm túi khôn cho lưu bằng phi đã quá rõ tiểu trương nhìn thấy liễu tuấn vẻ mặt rất tự nhiên chào hỏi y sự trấn tĩnh này làm liễu tuấn hơi bất ngờ thư ký của cù hạo cẩm và thai duy thanh đều đầy kính sợ liễu bí thư nếu như tiểu trương được lưu phi bằng mang từ minh châu qua thì còn hợp lý nhưng hắn trước đó là cán bộ văn phòng chính phủ tỉnh a đáng lẽ phải nghe nói tới thanh danh hiển hách của liễu tuấn có thể biểu hiện đúng mực như thế trước mặt liễu tuấn có thể thấy tu dưỡng rất tốt không uổng ung quốc chiêu tiến cử hắn với lưu phi bằng cơ bản hắn và ung quốc chiêu có rất nhiều chỗ giống nhau chào liễu bí thư thấy liễu tuấn vào cửa Lưu Phi bằng từ sau bàn làm việc đi ra, thân thiết bắt tay. Lưu Phi bằng trên 50, nhưng nhìn rất trẻ, tóc đen nhánh, chắc là nhuộm. Quan trường hại người, Lưu Phi bằng không thể ngoại lệ. Liễu Tuấn mỉm cười bắt tay Lưu Phi bằng khách khí vài câu, mời Liễu Bí Thư ngồi. Lưu Phi bằng đưa y tới chỗ ghế sofa tiếp khách. Liễu Bí Thư, Ngọc Lan mấy năm qua phát triển nhanh chóng. Kiến thiết thành phố có thể nói thay đổi từng ngày, đó đều là do Liễu Bí Thư lãnh đạo chính xác lưu phi bằng tán dương lần đầu tiên chính thức bàn công việc cần phải có lễ tiết này nghiêm khắc mà nói liễu tuấn còn kiêm nhiệm chức phó tỉnh trưởng được coi là thành viên chính thức chính phủ tỉnh vị trí chỉ sau lưu phi bằng còn trên cả phó tỉnh trưởng thường vụ trần kỳ mưu rất nhiều người không sao hiểu nổi cái chức kiêm nhiệm này của liễu tuấn bản thân liễu tuấn và lưu phi bằng tất nhiên là biết nguyên nhân thay duy thanh yêu cầu làm như thế dụng ý khỏi phải nói lưu phi bằng và trần kỳ mưu cùng một chiến tuyến Người duy nhất có thể kiềm chế là Phó tỉnh trưởng Thương ủy Lưu Quang Hưng thì thế lực hơi yếu. Đương nhiên các Phó thị trưởng khác cũng có một hai người là thân tính của thai Duy Thanh, thêm vào Liễu Tuấn. Khi cần thiết có thể dùng danh nghĩa điều chỉnh phân công các Phó tỉnh trưởng, đưa một hai công tác thuộc quyền của Liễu Tuấn, dựa vào sự uy thế của Liễu Tuấn kiềm chế Lưu Phi Bằng, đồng thời di chuyển mâu thuẫn, khiến Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn va chạm với nhau, không thể hợp lực được. Tình thế tỉnh ủy hiện nay là chia ba thiên hạ không phái nào có thể độc quyền giả sử nếu trong đó có hai phái liên hợp phái còn lại khó giữ được ưu thế dù thay duy thanh làm bí thư tỉnh ủy cũng là một họa ngầm lớn cố gắng không để quan hệ giữa liễu tuấn và lưu phi bằng quá gần gũi là vấn đề lớn thay duy thanh luôn chú ý tỉnh trưởng quá khen rồi đó chủ yếu là do đồng chí đinh ngọc chu chỉ đạo đúng đắn tôi chỉ ở bên cạnh hỗ trợ không nói có công lao gì liễu tuấn khiêm tốn vài câu lưu phi bằng gật đầu Xu thế phát triển của Ngọc Lan tổng thể mà nói là rất lạc quan, đường cao tốc Ngọc tìm không lâu nữa sẽ thông xe, đây là tin rất vui cho sự phát triển của Ngọc Lan. Đường tốc Ngọc tìm tiến độ thuận lợi, dự kiến nửa đầu năm nay có thể thông xe toàn tuyến, muốn giàu phải làm đường trước, tôi rất tán đồng với tỉnh trưởng, con đường cao tốc này sau khi thông xe xong, sẽ có tác dụng quan trọng trong việc trao đổi vật tư hai bên. Liễu Bí Thư, mặc dù xu thế phát triển của Ngọc Lan không tệ, có điều thu nhập tài chính lại đứng cuối cùng trong các thành phố đứng đầu tỉnh ở vùng đông nam đây là chuyện đáng để coi trọng rất nhiều thành phố bình thường trong nội địa thu nhập hơn xa ngọc lan nếu như thu nhập tài chính của ngọc lan không tăng lên đoán chừng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định cho sự phát triển của ngọc lan mấy năm sau hai bang tán gẫu vài câu lưu phi bằng bắt đầu đi vào chủ đề chính nụ cười trên mặt ẩn đi trở nên khá nghiêm túc liễu tuấn rất rõ mục đích cuộc nói chuyện hôm nay của lưu phi bằng văn phòng chỉ đạo tiêu thụ ngọc lan phát thông báo cho toàn bộ thương nhân địa ốc ngọc lan muốn bọn họ ký tuyên bố đồng ý cho tên bây giờ không có đại biểu công ty nào đồng ý cả trung vĩnh minh rất tức giận thậm chí chủ động đi tìm trung hải vận nói chuyện mời cô ta phối hợp với hành động của chính phủ bị trung hải vận dứt khoát từ chối đồng thời không chút khách khí nói trung vĩnh minh những lời khắc bạc chỉ trích hắn ông chân liễu tuấn vứt bỏ bạn bè thân thích mấy câu này làm trung vĩnh minh mặt đỏ tí tai Nói ra Trung Vĩnh Minh trước kia dựa vào sự nâng đỡ của Trung Hải Vận và nhà họ cận mới có thể từng bước thăng tiến trong thể chế, ít nhất trước khi hắn lên tới phó sở, nhà họ cận bỏ công sức lớn, hắn đúng là nợ ân tình người ta, Trung Hải Vận có nói khó nghe hơn nữa, hắn cũng không phát tác, chính sách hạn chế này do Liễu Tuấn toàn lực ủng hộ, Trung Vĩnh Minh dù có lòng giúp Trung Hải Vận cũng không có cách nào, cán bộ Ngọc Lan nếu chống đối hoặc ngầm chống đối vấn đề mang tính nguyên tắc với Liễu Tuấn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chỉ thế cũng đành đi, thương nhân trọng lợi, chính phủ Ngọc Lan bóp chết nguồn lợi kết xù của họ, bọn họ tức giận gây chuyện với liễu bí thư cũng có thể hiểu được. Nhưng tiếp theo đó, thị trường địa ốc Ngọc Lan xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, tất cả thương nhân địa ốc đều ngừng bán nhà, thả để không chứ không bán. Nhất thời là một số người dân có nhu cầu mua nhà gấp nóng ruột, thậm chí có người chủ động nâng giá, dùng giá cao nhất mua nhà, thương nhân địa ốc cũng chẳng may may động lòng đồng thời trong thành phố truyền ra tin đồn xôn xao khắp nơi, nói là thành phố chỉ làm bộ thôi, cái phương án hạn chế này sẽ không thực thi lâu dài, không quá 3 tháng sẽ bỏ văn kiện này, khi đó giá nhà đất sẽ tăng vọt, rất nhiều người dân tin vào lời đồn này trở nên sốt ruột, chen nhau tới công ty địa ốc, yêu cầu lập tức bán nhà, thương nhất địa ốc vẫn chẳng hề động lòng. Hiện tượng khác thường này tất nhiên Liễu Tuấn được báo cáo ngay, gần đây y chú ý nhất là chuyện này chắc chắn đám thương nhân địa ốc dùng phương thức này gây áp lực với chính phủ một số người dân không phân biệt được tin đồn thật giả lập tức chỉ trích chính phủ hạn chế cái gì toàn là lừa gạt chẳng qua là tích trữ cho giá bùng nổ trước tiên là làm người dân nóng ruột sau đó thủ tiêu văn kiện dung túng cho công ty địa ốc đồng loạt tăng giá vét sạch tiền trong túi người dân vì chính sách trước nay thay đổi rất nhanh tuy không nói là sáng làm chiều sửa nhưng nhiều văn kiện không được bao lâu lại phế bỏ quần chúng không tin lời chính phủ nữa. Thương nhân địa ốc còn trình thư thỉnh cầu lên chính phủ tỉnh, yêu cầu chính phủ tỉnh ra mặt can thiệp và hình thức kinh tế kế hoạch này của Ngọc Lan. Đó hẳn là nguyên nhân chủ yếu Lua Phi bằng hẹn gặp Liễu Tuấn hôm nay. Nếu như không nhanh chóng dẹp loạn, khẳng định sẽ gây ra một loạt chấn động xã hội. Lưu Phi bằng không muốn thấy tình hình này. Chương 1489, quốc nghẹn. Lưu Phi bằng không trực tiếp lấy lệnh giới hạn ra nói mà nhắc tới thu nhập trài chính của Ngọc Lan trước. Liễu Tuấn thản nhiên đáp, tỉnh trưởng, kỳ thực thu nhập tài chính của Ngọc Lan nếu như bỏ qua mảng bán đất, không hề thua kém thành phố đứng đầu tỉnh khác cùng quy mô bao nhiêu. Liễu Tuấn nói lời này còn khá khiêm tốn, dựa theo tổng GDP của Ngọc Lan mà xét đo đo mảng đất đi, thu nhập tài chính của Ngọc Lan được coi rất cao. Lưu Phi bằng cười khẽ, Liễu Bí Thư, tiền bán đất cũng là một bộ phận của thu nhập tài chính mà, có số tiền này thành phố mới có thể phát triển cao tốc, có lợi cho tất cả mọi người. Năm ngoái số lương đất đai Ngọc Lan bán ra khá ít, không dùng hết chỉ tiêu tỉnh cấp cho, thêm vào phương diện giá khá thấp, nên tổng ngạch ít. Tỉnh trưởng, tôi cho rằng thu nhập tài chính thành phố tăng trưởng không thể chỉ dựa vào tiền bán đất, dù sao đất đai là có hạn chúng ta bán hết rồi, khóa sau hoặc khóa sau nữa lấy gì ra gom tài chính? Hơn nữa bán đất với hạn ngạch cao ắt làm giá nhà đất tăng cao, điều này bằng với việc đoạt lợi trong tay quần chúng, cũng sẽ tạo thành vấn đề xã hội nghiêm trọng. Thành thị phải phát triển, không sai nhưng mục đích phát triển là gì tôi nghĩ rất đáng suy ngẫm cá nhân tôi cho rằng đó là để cuộc sống của người dân trở nên tốt hơn giả sử giá nhà đất cứ tăng cao mãi người dân không mua nổi nhà ở vậy chúng ta làm thành phố trở nên đẹp hơn nữa có tác dụng gì trong mắt quần chúng mà nói đó không còn là ngọc lan của họ nữa liễu tuấn nói rất chân thành vì trước mặt là tỉnh trưởng nên y dùng từ ngữ khá chủ ý chỉ lấy chuyện luận chuyện không có ngon từ sắc bén dù là như thế Lưu Phi bằng vẫn không vui. Lưu tỉnh trưởng mời Liễu Bí Thư tới đây không phải là để nghe Liễu Bí Thư giảng đạo lý. Liễu Bí Thư, dùng hành chính can dự vào kiến thiết sợ là không thỏa đáng. Quốc vụ viện năm nay tiến hành cải cách cơ cấu, muốn hoàn toàn trừ bỏ ảnh hưởng xấu mà kinh tế kế hoạch đem lại cho thị trưởng. Cho nên tôi cho rằng, quy tắc của thị trường chúng ta không nên can thiệp vào thì hơn. Giao dịch địa ốc là hành vi thị trường thuần túy, để thị trường quyết định sẽ ổn thỏa hơn nếu liễu tuấn đã nói thẳng ra rồi thì lưu phi bằng cũng không vòng vo nữa chắc chắn lưu phi bằng không phải là người ủng hộ liễu tuấn là tỉnh trưởng hắn phải nghĩ cho đại ục của kinh tế toàn tỉnh gdp thành phố phát triển càng nhanh thúc đẩy gdp toàn tỉnh càng tăng trưởng đó mới là chính tích của lưu phi bằng liễu tuấn thi hành chính sách hạn chế giá nhà đất ở tiềm châu và ngọc lan ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng tới các thành phố khác trong tỉnh nếu các thành phố khác mặt cho giá tăng lên quần chúng sẽ lấy Ngọc Lan và tìm Châu ra so sánh, chất vấn cách làm của chính phủ thành phố đó, vô hình trung uy vọng của hắn trong toàn tỉnh sẽ hạ xuống. Hơn nữa Lưu Phi bằng từ vị trí bí thư thành ủy điều tới, trước đó lý lịch nhậm chức của hắn đa phần là làm công tác đảng, nghe nói để hắn làm tỉnh trưởng tỉnh A, cao tầng cho ý kiến bất đồng, dù sao kiến thiết kinh tế một tỉnh không thể sơ xuất. Lưu Phi bằng tự hồ thích hợp làm công tác đảng hơn, đương nhiên đại lão nâng đỡ hắn cũng có lý do, Minh Châu luôn là một trong số thành phố có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất nước. Lưu Phi Bằng ở Minh Châu tuy không quản lý kinh tế, nhưng đạo lý tương thông. Lưu Phi Bằng làm lãnh đạo chủ yếu của Minh Châu nhiều năm, khẳng định cũng không phải là dân ngoài nghề. Sử dụng cán bộ cấp chính bộ ác phải cân nhắc từ nhiều phương diện, cho nên cuối cùng đưa Lưu Phi Bằng tới tỉnh A, gánh vác trọng trách chấn hưng kinh tế toàn tỉnh. Lưu Bằng Phi cũng biết năng lực kiến thiết kinh tế của mình bị một số đại lão cao tầng nghi ngờ, cho nên nói Lưu Phi bằng nhịn cân tức tới tỉnh A cũng không phải là quá. Hiện giờ hắn còn chưa thi triển tài năng, thậm chí ngay cả bố cục cũng vừa mới bắt đầu, Liễu Tuấn liền làm ra cái lệnh giới hạn này, sao bảo Lưu Phi bằng không vui sao được. Liễu Tuấn cậu thích chơi trò khác người, được thôi, nhưng cậu đừng có chơi trò khác người ở chuyện mang tính nguyên tắc này. Cậu là bí thư thành ủy, nên chăm chú kiến thiết đội ngũ cán bộ, cứ tùy ý xen vào chuyện phát triển kinh tế là sao, không biết phân biệt nặng nhẹ. Liễu Tuấn mỉm cười, tỉnh trưởng, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới cũng không tồn tại kinh tế thị trường hoàn toàn. Với chuyện lớn liên quan tới quốc kế dân sinh, đều dùng hành chính can dự, thực tế, trên thế giới không có một quốc gia nào không dựa vào liên tục đầu tư phát triển cơ sở mà thành cường quốc kinh tế, không dựa kiến thiết cơ sở đưa kinh tế đi lên, loại phát triển này là sớm nở tối tàn hay thực sự có thể duy trì phát triển, vấn đề này tôi nghĩ đáng để chúng ta suy nghĩ kỹ thời gian qua bán đất đai hạng ngạch lớn làm chính phủ nếm được mật ngọt, làm thương nhân địa ốc nếm được mật ngọt. Có điều mật ngọt ngày dựa trên cơ sở chi tiêu trước tiền bán đất của mấy chục năm sau, tôi cho rằng không thể dùng. Lưu Phi bằng cao mày, nhưng vì lễ tiết hắn không cắt ngang lời Liễu Tuấn, song vẻ không vui của Lưu tỉnh trưởng đã viết lên mặt rồi. Hiện nay dù chức vụ bản thân hay bối cảnh lớn sau lưng, đã không còn ai có thể khinh thường Liễu Tuấn nữa, có điều là một tiền bối trên chính đàn tư cách hơn xa Liễu Tuấn muốn Lưu Phi Bằng tiếp nhận lý luận của Liễu Tuấn không phải là dễ, ít nhất trong con mắt Lưu Phi Bằng, Liễu Nha nội qua ngang ngược, cứ như chính sách Liễu Tuấn Y đưa ra là chính xác tuyệt đối, không một ai có thể thay đổi được quyết định của Y, cảm giác này làm Lưu Phi Bằng vô cùng khó chịu, Liễu Tuấn tự hồ không có ý dừng lại, chuẩn bị kỹ càng giảng đạo lý cho Lưu Tỉnh Trưởng, còn về phần Lưu Tỉnh Trưởng có vui không, có chấp nhận không, Liễu Bi Thư không quan tâm, dựa vào đẩy cao giá đất, bán thật nhiều đất đai lấy tiền xúc tiến thành thị phát triển tôi cho rằng đó là phát triển dị dạng thành phố không ngừng khai thác mở rộng thành thị quá quá nhanh đi theo đó sẽ là hàng loạt vấn đề làm chúng đi dẫm lên con đường quốc gia tư bản chủ nghĩa kiểu cũ không ngừng ra tăng nhân khẩu thành phố mỗi ngày tạo thành vô số rác rưởi tạo thành ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lượng lớn người dân nông thôn tiến vào thành phố sẽ đưa ra yêu cầu mới cho cơ sở thiết bị Diện tích thành phố tăng lên không ngừng cũng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng với giao thông, tỷ lệ thất nghiệp, phạm tối. Một loạt vấn đề khiến nhà nước phải bỏ tiền kiếm được từ đất đai giải quyết, nhưng mâu thuẫn đẩy lên cao không phải là dùng tiền mà giải quyết được, ví như kinh doanh thuốc lá kiếm lợi lớn, nhưng đem lại tổn thất không thể đong đếm, làm tố chất sức khỏe người dân sụt giảm, hỏa hoạn chi phí y tế, vv. v Hiện giờ chúng ta tăng giá nhà đất cũng sẽ như thế, chúng ta phải nghĩa cho kỹ. Nếu để giá nhà đật vượt khỏi quỹ đạo bình thường, tăng giá vô tội vạ, khi người dân không mua được nhà, đó không phải là vấn đề thị trường, mà là vấn đề xã hội, an cư mới lạc nghiệp, đại bộ phận người dân không an cư thì lạc nghiệp thế nào? Danh dự đảng chính phủ để vào đâu? Liễu Tuấn nói không quá nghiêm nghị, nhưng đường lối trình bày rõ ràng, trong lòng Lưu Phi bằng uất nghẹn ra sao khỏi phải nói, cấp phó của hắn không ngờ luôn mồm công tác tư tưởng cho hắn, tỉnh trưởng giá nhà đất tăng cao liên tục không bình thường, nguy cơ có thể đem lại đã được các quốc gia khác trên thế giới nghiệm chứng. Một khi bong bóng địa ốc xuất hiện, nó mang theo hiệu ứng domino phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, tỷ lệ tăng trưởng địa ốc càng cao trong kinh tế, nguy hiểm càng lớn, nhu cầu với nhà đất cũng có giới hạn. Với nước ta mà nói, bong bóng địa ốc mà vỡ hậu quả trực tiếp nhất là vô số công nhân thất nghiệp, khiến xã hội đại loạn. Một khí giá nhà đất tăng trưởng chậm lại, giá cả sẽ sụt giảm mạnh khiến cho sản nghiệp có liên quan co hẹp tăng trưởng kinh tế lập tức bị uy hiếp thậm chí có khả năng suy thoái đó là vấn đề mang tính toàn cục chúng ta phải coi trọng đợi cho tới khi nguy cơ này bùng phát chúng ta mới nghĩ đối sách thì muộn rồi tổn thất tạo thành cần phải có rất nhiều năm mới vãn hồi được đảng sẽ bị mất đi danh dự cũng cần rất nhiều thời gian vãn hồi lại bên nặng bên nhẹ thế nào tôi nghĩ mọi người đều hiểu Thái độ liễu Tuấn kiên quyết như thế làm Lưu Phi bằng biết cuộc trao đổi hôm nay không có kết quả nữa. Mà Liễu Tuấn lại có cả đống đạo lý làm Lưu tỉnh trưởng hoàn toàn không có mấy lời để phản bác, quất nghẹn, chương 1490, công ty Trường Phong thăng cấp. Liễu bí thư, những điều bí thư nói rất có lý, phàm chuyện gì cũng đều có lợi lẫn có hại, nâng cao giá nhà đất tập trung được khoản tài chính lớn, cũng sẽ tổn hại nhất định tới dân sinh liễu bí thư muốn tiến hành thí điểm ở phương diện này xuất phát điểm là tốt tôi chỉ lo ngọc lan làm thế các thành phố khác phải làm sao lưu phi bằng trầm ngâm nói liễu tuấn cười lưu phi bằng đang kiếm thang cho mình xuống chuẩn bị kết thúc cuộc nói chuyện này rồi liễu tuấn không muốn hoàn toàn bác bỏ lưu phi bằng hai bên tư tưởng chấp chính không nhất trí đường lối có chia rẽ là bình thường tỉnh trưởng tôi nghĩ vấn đề này hiện giờ không cần phải lo lắng dù sao mỗi một thành phố có tình huống khác nhau mô hình phát triển khác nhau đường lối chấp chính của cán bộ lãnh đạo khác nhau phải theo tình hình thực tế mỗi nơi để xử lý thì ổn thỏa hơn liễu tuấn cười nói kỳ thực trong thâm tâm liễu tuấn đương nhiên là muốn cố gắng đưa chính sách này ra càng nhiều thành phố càng tốt có lẽ nó thực sự sẽ làm tốc độ phát triển thành phố chậm lại nhưng đổi lại người dân an cư lạc nghiệp là rất đáng đó cũng là một trong tôn chỉ chấp chính của đảng có điều liễu tuấn biết điều đó không hiện thực dù Lưu Phi Bằng hay Thai Duy Thanh đều sẽ không ủng hộ, hiện giờ chỉ có thể đi trước một bước ở thành phố Y có thể ảnh hưởng tới, có lẽ hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng 3 năm năm sau, sẽ nhìn ra hiệu quả. Vì thế thúc đẩy chính sách này ở Tiềm Châu và Ngọc Lan là mục tiêu định sẵn của Liễu Tuấn, tuyệt đối không vì bất kỳ sự cản trở nào mà bỏ dở giữa chừng, từng phân tích như thế rất có lý. Có điều, Liễu Bí Thư này, tôi vẫn rất lo vấn đề nguồn tài chính Ngọc Lan sau khi thực hiện hạn chế quần chúng phải an cư lạc nghiệp, kiến thiết thành thị cũng không thể bỏ qua. Lưu Phi bằng cao mày nói, tỉnh trưởng, tập trung tài chính, thu nhập tài trì không nhất định cứ phải dự vào bán đất. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Lan sẽ tăng cường lực độ kêu gọi đầu tư, chỉnh hợp xí nghiệp vừa và nhỏ, tranh thủ bồi dưỡng nguồn thuế mới, tăng cường thu nhập tài chính. Lưu Phi bằng gật đầu, Liễu Bí Thư là cao thủ kiến thiết kinh tế nổi tiếng, bắt tay hợp tác cùng đồng chí Lưu Đào tôi tin thành phố Ngọc Lan sẽ tìm ra biện pháp lưỡng toàn kỳ Mỹ. Lời này của Lưu Phi bằng nghe rất quy củ, những chất nói với Liễu Tuấn, hiện giờ cậu là bí thư thành ủy mà không phải là thị trưởng, phương diện kiến thiết kinh tế đừng có quản quá nhiều, nếu muốn một tay che trời ở Ngọc Lan, e rằng có người sẽ có ý kiến, những quan viên có ý kiến, hiển nhiên bao gồm cả Lưu Phi bằng hắn, đâu chỉ có thai Duy Thanh cần kiềm chế Liễu Tuấn, Lưu Phi bằng cũng cần, hiện giờ trong thế chân vạc ở tỉnh A, thai phái lưu phái và liễu phái không có kết minh chỉ có kiềm chế lẫn nhau lưu phi bằng không thể chỉ đấu tranh với thai duy thanh mà bỏ qua liễu tuấn liễu tuấn cười khẽ đồng chí lý đào rất phối hợp với công tác thành ủy lưu phi bằng nheo mắt lại liễu tuấn nói cho hắn biết đừng có đặt lý đào ngang hàng với tôi bất kể xếp ở phương diện nào đều phải do lý đào ngoan ngoãn phối hợp với công tác của liễu tuấn tôi chứ không phải ngược lại thị trưởng và bí thư khác biệt là rất lớn liễu bí thư dây chuyền sản xuất xe hơi mà cờ ti trường phong đưa vào tiến hành ra sao rồi lời nên nói đã nói cả rồi lưu phi bằng không dây dưa chuyện lệnh cấm nữa bắt đầu thay đổi đề tài liễu tuấn trong lòng cẩn thận lưu phi bằng đột nhiên nhắc tới cờ ti trường phong tuyệt đối không phải là muốn tán gẫu với liễu bí thư mà trong đó ắt có thâm ý hiện giờ dây chuyền sản xuất đã được lắp đặt hoàn thành đang thử nghiệp có lẽ sẽ mau chóng sản xuất ra những động cơ đầu tiên rồi như thế cờ ty trường phong coi như có gốc rễ rồi Liễu Tuấn Trình Bình đơn giản tình hình, hiện giờ y là phó tỉnh trưởng không hề phân quản bất kỳ công tác nào, phân công quản lý quốc sĩ trong Ngọc Lan đã trả lại cho phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, thực ra cờ ti trường phong không thuộc phân quản của y nữa, nhưng chuyện đàm phán với cờ ti thông dụng luôn do y chủ trì, Lưu Phi bằng hỏi tới là bình thường, tôi nghe sở công nghiệp báo cáo, nói vì hợp tác với cờ ti thông dụng, lập dây chuyền sản xuất trong nước, chúng ta phải bồi thường nhất định cho cờ ti thông dụng, trong một hai năm sau cờ ti trường phong sẽ không có nhiều lợi nhuận lắm. Lưu Phi bằng cao mày, công tác này là thai Duy Thanh khi làm tỉnh trưởng ủng hộ Liễu Tuấn làm, quá trình cụ thể hắn không rõ lắm. Có điều cờ ti trường phong mấy năm trước đều là hộ thuế lớn của tỉnh, tới lượt hắn thì không còn lợi nhuận nữa, Lưu Phi bằng đúng là không vui. Đúng là như thế, cờ ti thông dụng là nhà chế tạo xe hơi hàng đầu thế giới, kỹ thuật của họ đúng là tiên tiến hơn chúng ta nhiều chế tạo động cơ xe hơi là kỹ thuật hạch tâm có thể đưa nó vào trong nước, bồi thường cho họ một chút là cần thiết, cuộc đàm phán này được bộ ngoại thương và tỉnh cùng nghiên cứu xác định. Cờ Ty Trường Phong thành lập phòng nghiên cứu, tranh thủ hấp thụ kỹ thuật của họ để sử dụng, Liễu Tuấn đáp, "Ừm," Lưu Phi bằng gật cù, Cờ Ty Trường Phong vì tài chính khẩn trương đang lên kế hoạch vào thị trường chứng khoán, Liễu Bí thư biết chứ, Liễu Tuấn mỉm cười gật đầu, chuyện này Triệu Ngạn đã báo với Liễu Tuấn vào cuối năm ngoái. Liễu Tuấn khá ủng hộ. Với lợi nhuận và quy mô của cơ ty Trường Phong hiện nay đủ điều kiện lên sàn rồi, tranh thủ thực thi sớm, có thể gom được nhiều tài chính hơn, đó là con đường không tệ, lên sàn là chuyện tốt, tôi cũng ủng hộ, nhưng tôi đang nghĩ, với quy mô hiện nay của cơ ty Trường Phong, tổng tài sản đã lên tới hơn 5 tỷ mà vẫn ở cấp bậc phó sở không hợp với tình thế lắm, phải nên thăng cấp, cấp bậc và thực lực phải đều nhau. Liễu Bí thư thấy sao?" Lưu Phi bằng cười nói tự hồ đem chuyện không vui vừa rồi vứt qua một bên, cùng Liễu Tuấn tán gẫu. Cờ ti trường phong trực thuộc sự quản lý của chính phủ tỉnh, vì thế chuyện này Lưu Bằng Phi kỳ thực không cần thương lượng với y, nhìn qua chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Liễu Tuấn ngẩn ra một chút, cờ ti trường phong thăng cấp đương nhiên là chuyện tốt, cấp bậc cao, được quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Mà triệu ngạn cũng thuyền lên theo nước, trước khi sắp nghỉ hưu lên cấp chính bố, cũng coi như một sự báo đáp cho người công nhân già chính trực này. Nhưng Liễu Tuấn cảm thấy Lưu Phi bằng không cần trưng cầu ý kiến của y, còn nói là thuận miệng tán gẫu thì y không tin. Quan hệ của y và Lưu Phi bằng chưa tới cái mức ấy, vậy Lưu Phi bằng nhắc tới chuyện này với y, chỉ có một nguyên nhân, liên quan tới Triệu Ngạn, quả nhiên không đợi cho y đáp lời, Lưu Phi bằng nói tiếp ngay, chủ tịch Triệu Ngạn của cơ ty Trường Phong tuổi khá lớn rồi, đã 62 tuổi, theo quy định liên quan của nhà nước thì Triệu Ngạn cũng nên nghỉ hưu rồi có điều triệu ngạn khổ công kinh doanh cờ ty trường phong nhiều năm, rất có thành tích, quy vọng trong công ty rất cao, vì để công ty vận hành bình ổn, thuận lợi hoàn thành giao tiếp thành viên cũ mới, triệu ngạn tạm thời không thể hoàn toàn nghỉ hưu, tôi thấy để ông ta đảm nhận bí thư đảng ủy công ty thỏa đáng hơn, liệu bí thư ý kiến thế nào, sắc mặt liễu tuấn trở nên nghiêm túc, theo cách nghĩ của y, triệu ngạn mặc dù tuổi hơn vượt giới hạn, nhưng tinh lực sưng mãn, nhất là kinh nghiệm phong phú, là người chính trực vô tư, khi công ty Trường Phong vào thời điểm chuyển giao quan trọng, tốt nhất là tiếp tục lãnh đạo công ty 2-3 năm đợi dây chuyền sản xuất động cơ hoàn toàn đi vào quỹ đạo chính quy mới nghỉ hưu là lý tưởng nhất. Có điều Lưu Phi bằng chính quản công ty Trường Phong, bổ nhiệm cán bộ phụ trách của công ty nằm trong phạm vi quyền hạn của hắn, Liễu Tuấn cũng không tiện can thiệp, Lưu Phi bằng có thể chủ động trưng cầu ý kiến của Y, đã là rất chú ý quy tắc quan trường rồi. Liễu Tuấn suy nghĩ rồi nói, cờ ti Trường Phong thăng cấp đương nhiên là chuyện rất tốt, tôi tán thành. Còn về an bài cá nhất đồng chí Triệu Ngạn thì về nguyên tắc tôi tán đồng ý kiến của tỉnh trưởng, có điều cờ ti trường phong đang đối diện với thời kỳ chuyển mình quan trọng, lúc này điều chỉnh cán bộ lãnh đạo chủ yếu sẽ ảnh hưởng tới vận hành bình thường của công ty, hay là bố trí cho đồng chí ấy một trợ thủ, đợi qua thời gian công ty hoàn thành chuyển mình, hay tiến hành giao ban thì thích hợp hơn, Lưu Phi bằng cười nói. Ý kiến của Liễu Bí Thư hoàn toàn nhất trí với ý kiến của tôi mà, Triệu Ngạn không nghĩ hưu hoàn toàn mà đảm nhận bí thư đảng ủy, vẫn có tác dụng truyền dạy kinh nghiệm, dù sao ông ta đã 62 tuổi rồi, tiếp tục đảm nhận lãnh đạo tuyến đầu là không thích hợp, sẽ khiến cho các lãnh đạo quốc sĩ khác hiểu lầm. Ha ha, nếu tỉnh trưởng đã có quyết định, tôi đương nhiên là ủng hộ rồi. Thấy Lưu Phi bằng tâm ý đã quyết, Liễu Tuấn không nói thêm nữa. Chương 1491, Triệu Ngạn chặn đường phát tài của người khác. Liễu Tuấn ngồi bên hồ hợp thủy buông câu, khí trời cuối xuân, không khí ấm áp, cá hoạt động tìm kiếm thức ăn tích cực, chính là thời cơ tốt để câu cá. Có điều lần này Liễu Bí Thư mặc đồ thường ngày, không đeo kính râm cũng không đội mũ sùng sụp, ở đây Liễu Bí Thư không sợ bị ai nhận ra. Nguyên nhân mặc dù ở bên hồ hợp thủy nhưng lại trong hậu hoa viên biệt thự của Tiểu Vũ. Tòa biệt thự này cỏ Tiểu Vũ diện tích xây dựng không lớn, nhưng chiếm diện tích rất rộng, giống biệt thự số 1 của khu trường hòa, có một hậu hoa viên lớn, trong hậu hoa viên có cái ao nhỏ thông với hồ hợp thủy, tiểu Vũ thường xuyên thả thức ăn vào trong ao, rất nhiều cá trong hồ tới đây tìm thức ăn, chính là nơi câu cá lý tưởng. Khi thời tiết tốt, Liễu Bí thư rảnh rỗi thường tới đây thả lỏng, mỗi lúc như thế là thời điểm tiểu Vũ vui vẻ nhất. Tiểu Vũ không thích câu cá, nhưng Liễu Tuấn đã thích hoạt động này, tiểu Vũ phải ở bên cạnh bồi tiếp, cũng học theo móc mồi thả cần xuống nước. Nhưng tiểu Vũ chẳng tập trung câu cá, toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Liễu Tuấn. Hai chiếc ghế tựa đặt sát nhau, Liễu Bí Thư thoải mái nằm trong ghế, Tiểu Vũ lại không chịu ngoan ngoãn ngồi bên ghế đối diện, mang một cái ghế gập ngồi bên cạnh y, dùng một cái ngoáy tai bằng gỗ, ngoáy tai cho Liễu Tuấn. Kỳ thực tai Liễu Tuấn rất sạch, chẳng có cái gì để lấy, vì mỗi lần ở cùng Tiểu Vũ, cô đều lấy giấy tai cho y, gần như nó thành tiết mục yêu thích của Tiểu Vũ. Liễu Tuấn cười treo, nói nếu như mình không nghe được nữa, tiểu vũ phải chịu toàn bộ trách nhiệm tiểu vũ cười tủm tỉm nói mình sẽ làm máy trợ thính cho y một cái máy trợ thính quyến rũ như thế chắc là độc nhất vô nhị trên thế giới rồi kỳ thực tiểu vũ đem ngoái tai thầy tiết mục thường xuyên nguyên nhân rất đơn giản liễu tuấn rất thích chuyện này liễu bí thư khi hứng trí bốc cao cười hì hì nói với tiểu vũ ngáy tai sướng không kém gì cái chuyện kia nghe những lời dâm dục của liễu bí thư tiểu vũ mặt đỏ hồng nắm tay khẽ đấm y mấy cái dáng vẻ đáng yêu chết người thường thường làm liễu bí thư không kiềm chế được, lúc này gió thổi hay hay, dương liễu lay động, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, bên cạnh lại có mỹ nhân như ngọc, trong tai truyền tới cảm giác trâm trang, tiểu vũ còn thi thoảng khẽ thổi một cái, làm tai y ngưa ngứa, thực sự hết sức khoan khoái, làm cho cá cắn câu rất lâu rồi mà liễu bí thư hoàn toàn không hề phát giác. Tiểu vũ, Kiến Huy gần đây biểu hiện ra sao? Liễu Tuấn Thuận miệng hỏi, sở Kiến Huy là em trai tiểu vũ, học ở trường Đại học Công nghiệp Ngọc Lan, Trước đó, yêu một cô gái ngoài xã hội, thiếu chút nữa đám cho vay nặng lãi lừa, may mà gặp Liễu Tuấn, vì thể mà khơi lên một hoạt động đã kích tụ tập đánh bạc toàn thành phố, Tiểu Vũ cười nói, tốt hơn nhiều rồi, hiểu chuyện hơn, biết tiếng lên rồi. Vậy cái cô bạn gái kia của cậu ấy thì sao rồi? Tiểu Vũ giận, bạn gái gì chứ? Đừng coi thường em trai em. Chia tay rồi, hoạt động đã kích lần đó, cô ta bị bắt, nghe nói bị lao động cải tạo 3 năm liễu tuấn mỉm cười người trẻ tuổi không tránh khỏi đi sai đường từ sau lần đó kiến huy hiểu chuyện hơn nhiều rồi học hành chăm chỉ hơn trước đó không lâu còn thành cán bộ trong hội sinh viên nữa ba mẹ em cười không khép miệng lại được tiểu vũ cũng cười hết sức vui vẻ tiểu vũ đoán chừng trước kia tình nhân quan lớn của cô luôn là một tâm bệnh trong lòng em trai cho rằng cô đi theo một lão già giao dịch xác thịt sau khi gặp liễu tuấn mới biết mình sai tâm bệnh của sở kiến huy mới khỏi dần Tuy nói Tiểu Vũ làm tình nhân của Liễu Tuấn, nhưng không phải là loại giao dịch tình dục và tiền bạc. Chị và Liễu Thị Trưởng có lẽ là yêu nhau thật, nhưng ngại địa vị gia đình của Liễu Tuấn, không thể công khai tới với nhau. Quan hệ như thế sở kiến huy tạm chấp nhận, không tới mức canh cánh trong lòng nữa. Giải quyết được tâm bệnh, sở kiến huy liền khôi phục tinh thần hăng hái tiếng liên của người trẻ tuổi. Đương nhiên suy đoán này Tiểu Vũ sẽ không nói với Liễu Tuấn. Liễu Tuấn đang chuẩn bị tiếp tục trò chuyện với Tiểu Vũ thì cô liếc mắt ra mặt hồ thốt lên, a, à, có cả cắn câu rồi, ngay cả phao câu cũng không thấy đâu nữa. Liễu Tuấn nghe thế thì ngồi thẳng dậy, đúng là như thế thật, liền lập tức kéo cần câu, mang theo một con cá dãy đành đạch nhảy ra khỏi mặt hồ lăng tăng. Loại cá hồ mình dài vẫy bạc này chính là đặc sản của hồ hợp thủy, dân địa phương gọi nó là cá nhồng, thịt tươi mềm, mở màng, rán hoặc nướng đều là số một. Tiểu vũ rối rít tóm lấy con cá nặng tới 7-8 lạng kia, gỡ khỏi móc câu, đặt vào xô bên cạnh ghế Liễu Tuấn, cười nói tối nay em sẽ đích thân nướng cho anh ăn nhân viên phục vụ trong tòa biệt thự này của tiểu vũ không thiếu một khoản nào có hai vệ sĩ một đầu bếp một thở làm vườn kỳ thực tiểu vũ cảm thấy mình không cần nhiều người hầu hạ như thế nhưng liễu tuấn kiên trì tiểu vũ sung sướng tiếp nhận cô biết liễu tuấn sợ cô cô đơn trong nhà có thêm mấy người để còn nói chuyện hai nữ vệ sĩ kia vì liên quan nghề nghiệp nên không hay nói ví như hiện giờ mặc dù bản thân cô ở nhà hai cô vệ sĩ vẫn hết sức cẩn thận không hề quên chức trách một người ở trong phòng khách đợi lệnh một người đặt kính viễn vọng trên mái nhà quan sát xung quanh xem có người rình trộm không nếu như để người ta chụp được ảnh liễu tuấn và tiểu vũ hẹn hò ở đây thì không phải là trò đùa bình thường tiểu vũ không vào bếp nhưng mỗi lần liễu tuấn tới tiểu vũ đều đích thân làm thức ăn trước kia cô phục vụ cho cho liễu tuấn mấy tháng nắm rõ khẩu vị của liễu tuấn như lòng bàn tay hơn nữa còn theo gì đông học được kỹ thuật nấu nướng rất giỏi, ái lan tới, tất nhiên là phải khoản đãi bỏ cá vào xô rồi tiểu vũ đi qua bên cạnh rửa tay, lấy một chiếc khăn ướt tới lau sạch tay cho Liễu Tuấn, rồi mới đổi chỗ, xử lý tay bên kia của Liễu Tuấn, anh, nghe nói nhà máy sắp thăng lên cấp chính sở rồi, có phải không, tiểu vũ hỏi, ừ, cờ ti trường phong mấy năm qua quy mô sản xuất không ngừng mở rộng, tổng tài sản đã hơn 5 tỷ, cấp bậc trước kia hơi thấp, Đồng chí Lưu Phi bằng kiến nghị thăng cấp cho công ty, thế thì hay quá, những quản lý trong nhà máy đều được thăng lên một cấp rồi, những năm qua bọn họ đúng là đã cống hiến rất lớn cho nhà máy, thăng quan là đúng. Nhưng, chủ tịch Triệu sao phải nghỉ hưu? Tiểu Vũ từ nhỏ lớn lên trong cơ ty Trường Phong, cái nhà máy này có thể xem như là quê hương của cô, hiện giờ nhà máy làm ăn phát đạt, cuộc sống công nhân viên chức rất tốt, tiểu Vũ cũng cao hứng. Rất nhiều công nhân viên và người nhà đều có cảm quan tốt với cán bộ công ty, nhất là Triệu Ngạn, hy vọng trong công ty rất cao. Liễu Tuấn nói, lão Triệu 62 tuổi rồi, sớm đã qua tuổi nghỉ hưu, đây là chuyện giao ban công việc bình thường mà. Ồ, Tiểu Vũ gật đầu, có vẻ ngập ngừng. Liễu Tuấn đưa tay ra vuốt gò má mềm mại của cô, nói, Tiểu Nha đầu có chuyện gì giấu anh đấy? Tiểu Vũ xấu hổ nói, không phải giấu anh. Em nghe nói, nghe ba em nói. Ba em nói kỳ thực chủ tịch triệu lần này nghỉ hưu không phải là vì tuổi tác, chủ yếu là vì chặn đường phát tài của người ta cho nên mới bị tỉnh cho nghỉ hưu. Ba em nói rất nhiều công nhất trong nhà máy bất bình, định phản ánh vấn đề này lên tỉnh. Chú sở nói với cô chuyện này ở nhà, kỳ thức là có ý muốn tiểu vũ tiết lộ tin này cho Liễu Tuấn, khi ấy tiểu vũ không tiếp lời. Dù cô không hiểu chính trị lắm, nhưng theo Liễu Tuấn nhiều năm cũng hiểu biết một chút, biết rằng trong chuyện này không đơn giản như thế sợ tùy tiện nói với Liễu Tuấn sẽ mang lại phiền toái cho Y. Liễu Tuấn nghe thấy câu mày lại ngạc nhiên thốt lên, chặn đường phát tài của người khác. Câu hay hơi kỳ lạ. Triệu Ngạn nổi danh chính trực, vì có người lãnh đạo tốt như thế, nên các cán bộ trong công ty tự giác khắc phục khiếm khuyết bản thân, đoàn kết chặt chẽ gây dựng công ty. Từ ý nghĩ nào đó mà nói thì Triệu Ngạn đúng là cản đường phát tài của rất nhiều người. Một công ty lớn như vậy. Người nắm quyền chỉ thả lỏng tay một chút là không biết bao nhiêu chất béo, đoán chừng có rất nhiều cán bộ không ưa gì lão già ngu ngốc Triệu Ngạn, ông công bằng chính trực, không tham chút nào của nhà máy, mọi người phục, nhưng ông đừng có quản chặt như thế, bóp chết hết đường phát tài của người khác. Có điều lần điều chỉnh công tác này do Lưu Phi bằng đích thân đề xuất ra, N nói Lưu Phi bằng muốn già thân tính của mình vào kiếm lợi kinh tế thì Liễu Tuấn không tin, phẩm đức cá nhân Lưu Phi bằng ra sao, chưa tiếp xúc nhiều Liễu Tuấn không biết nhưng cho dù là hạng ham tài hao sắc thì vừa mới lên chức tỉnh trưởng đâu tới mức nóng ruột như thế còn chưa đứng vững mà